chương 241 một là hướng đấu khí chính là đấu khí truyền từ trong tay người sử dụng ra tất nhiên càng thông suốt càng tốt các hướng còn lại phải ngăn cản đấu khí truyền đi nếu như lúc đối chiến với đối thủ nếu như đấu khí của đối thủ cũng truyền vào thương bất nhị thì sẽ thế nào đoạn phong bất nhị và phần đồ cuồng ca nhất thời hiểu ra đương nhiên sẽ hai bên so về đấu khí thực sự nhưng nếu đấu khí truyền theo hướng ngược lại kém hơn sẽ tự nhiên tạo thành tấm lá chắn đầu tiên đấu khí của đối phương sẽ bị đấu binh ngăn cản phần lớn đấu khí không sai càng kình thu trảo mã đao vào trong đấu giới đấu binh ưu tú nhất không phải là ngăn cản đấu khí mà là bản thân có khả năng loại trừ đấu khí giống như một cái nón hình tròn dòng nước qua dĩ nhiên sẽ bị nó phân tán chỉ có điều muốn làm vậy cần kỹ năng rèn cao cấp hơn ta tạm thời vẫn chưa đạt được ta chỉ có thể sửa thương bất nhị tới trình độ ngăn cản đấu khí như trảo mã đao này thôi trong thôn vốn yên tĩnh trong nháy mắt giống như chết lặng lần đầu tiên đoạn phong bất nhị và phần độ cuồng ca há hốc mồm cơ thịt trên mặt đều không ngừng co giật dường như không thở được ngươi ngươi sẽ trèn đấu binh phần đồ cuồng ca xuất thân thế gia lớn so với đoạn phong bất nhị càng khiếp sợ hơn lẽ nào ngươi còn là một trèn tạo sư xem như là vậy đi Càng kình gật đầu. Chỉ có điều chưa đi nghiệp đoàn thợ rèn chứng thực. Nhưng trảo mã đao kế đô là do ta tự rèn. Rèn đấu binh. Phần đồ cuồng ca nhìn càng kình. Lần đầu tiên hắn cảm thấy thế giới thật không công bằng. Chưa tới 19 tuổi tuổi đã là hàng ma cửu chiến, lại là cung tiễn thủ, còn nắm giữ đấu giới, kết quả người ta còn là rèn tạo sư. Không sai. Vô số chiến sĩ nhìn thấy rèn tạo sư đều phải nể mặt đối phương kết quả là người ta căn bản không cần nể mặt bất kỳ rèn tạo sư nào. Bởi vì bản thân hắn chính là rèn tạo sư. Phần đồ cuồng ca cố gắng lấy lại bình tĩnh. Từ nhỏ ở thế gia phần đồ, hắn đã gặp không ít nhân vật lớn, cục diện lớn, nhưng chưa bao giờ gặp phai chuyện có thể kinh người như ngày hôm nay. Người khác, một loại năng lực xuất sắc còn khó. Còn hắn mới 19 tuổi lại có nhiều loại năng lực xuất sắc như vậy nói không chừng sau này còn có cơ hội trở thành rèn đại sư hiếm có của hoàng triều chân sách ngươi thật giỏi phần đồ cuồng ca hít sâu một hơi giơ ngón tay cái lên nếu như ngươi muốn học về dược sư trở thành dược sư ta chắc hẳn sẽ thật sự ngất mất cái này thật bất hạnh chắc hẳn ngươi phải ngất rồi cho tới lúc này đoạn phong bất nhị vẫn tủng tỉm cười không để ý hiện tại nặng ra nụ cười có chút miễn cưỡng nhìn phần đồ cuồng ca lần trước càng kinh đã nói với ta, bản thân hắn chính là dược sư. Tuy rằng ta chưa thấy hắn điều chế thuốc. Phần đồ cuồng ca cứng họng trừng mắt nhìn càng kinh, giống như thật sự có đại ma đạo sĩ ném một thuật hóa đá cường đại, khiến hắn hoàn toàn hóa đá. Phần đồ cuồng ca cảm giác mình thật sự phát điên mất. Chiến sĩ hàng ma, dược sư, cung tiễn thủ, rèn tạo sư, đấu giới. Một người, sao có thể có nhiều tinh lực như vậy? Người này rốt cuộc có phải là người hay không? sau khi trở về, có cơ hội ta sẽ giúp ngươi điều chỉnh lại chiến đao của ngươi. Càng kinh nhìn vũ khí bên hông phần đồ cuồng ca một chút. Vũ khí tinh sắc bát cấp, thợ rèn này cũng không tệ lắm. Sửa chữa một chút, cũng có thể trở thành đấu binh. Phần đồ cuồng ca cả kinh hoàn toàn nói không ra lời. Đấu binh cho dù là rèn tạo sư cũng không thể nói chế tạo là có thể chế tạo ra. Vũ khí bên hông mình chính là nhờ cậy rèn tạo sư hỗ trợ chế tạo sau nghe ý tứ của Càng Kình, dường như rèn một thanh đấu binh cũng không quá khó. Lẽ nào hắn có không ít kim loại hiếm sao? Dựa theo trên bản đồ, ta nhớ gần đây có con sông. Càng Kình nhìn hai người nói. Chúng ta đi rửa sạch mùi máu trên người trên người trước, sau đó đi xem thử ma tộc ám bộ đang làm chuyện gì. Phần đồ cuồng ca đi sau đoạn phong bất nhị liên tục gật đầu. Bất kỳ một ma tộc nào gia nhập ám bộ, trên tay ít nhất phải có hơn 10 mạng người hoàng triều chân sách về phần có bao nhiêu ma mạng ma tộc cũng chỉ có bản thân bọn họ biết được đám người kia nói là đồ tể sát nhân điên cuồng hoàn toàn không quá đáng đối với mùi máu tanh gần như trời sinh mẫn cảm nếu không thật tốt loại bỏ mùi máu trên người chuyện mai phục ẩn nấp gì đó ở trong mắt ám bộ giống như để mong trần đi loạn ngoài đường thu hút sự chú ý của chúng vậy bên bờ sông phần đồ cuồng ca cởi y phục trên người lộ ra thân thể không chỉ cường tráng mạnh mẽ đồng thời ở trước phía sau lưng còn cả ở tay chân có ngang dọc hơn 10 vết thương ngắn dài khác nhau, giăng ở khắp nơi thoạt nhìn thật sự khiến người ta giật mình. Trong ánh mắt càng kinh có thêm ba phần kính nể. Những vết thương này, người ngoài nghề thoạt nhìn thấy kinh khủng, nhưng chiến sĩ ở trong nghề thoạt nhìn có thể từ trên vết thương suy đoán ra mức độ nguy hiểm. Trong đó có ít nhất 7 vết thương chính là đứng giữa ranh giới sống và chết. Thân thể chiến sĩ bình thường có thể chưa tới 19 tuổi nắm giữ thực lực hàng ma tam chiến đó là hắn dụng mạng để đổi về. Nhiều vết thương như vậy, thật phá hỏng mỹ quan. Đoạn phong bất nhị cởi y phục, trừ một vết thương ở cách tim nửa tất ra, không còn có bất kỳ vết thương nào khác. Nhưng chỉ một vết thương này, cũng đủ để hai người kính trọng hắn thêm vài phần. Thiếu chút nữa. Thiếu một chút xíu nữa. Đoạn phong bất nhị chỉ cần bị trúng kiếm hơi lệch sang bên trái một chút, hắn đã sớm biến thành tử thi. Càng kinh cởi sạch y phục nhảy xuống sông. Hai đại nam hài đều ngây người. Bọn họ vốn tưởng rằng trên thân thể chiến sĩ hàng ma cửu chiến bình thường chắc hẳn có vết thương chằng chịt giống như lưới cá. Nhưng không ngờ trên thân thể này, ngoài cơ bắp mạnh mẽ ra, làn da trơn láng, không có một vết thương nào. Phần đồ cuồng ca nằm ngửa ở giữa sông, nửa câu cũng không nói. Ngày hôm nay càng kịnh mang tới cho hắn thật sự quá nhiều chấn động. Toàn thân không có vết thương, nếu như lúc trước, nhìn thấy như vậy, hắn sẽ khiếp sợ không thể tin được. Nhưng hiện tại, trừ bị dọa giật lúc mình đầu ra, hắn thật sự không có cảm giác, không có cảm giác. Chết lặng. Phần đồ cuồng ca vốn tưởng rằng trên đời này chỉ có đau đớn đến mức nhất định mới khiến người cảm giác chết lặng. Không nghĩ tới có người căn bản không cần ra tay, chỉ cho người biết một chuyện, có thể khiến người khiếp sợ hoàn toàn chết lặng. Cho dù hiện tại có người nói đương kim bệ hạ hoàng triều chân sách, kỳ thực chính là tư sinh tử hoàng đế lộ Tây Pháp ma tộc, hắn cũng không mấy chấn động nữa. Người như vậy, nếu như học viện chiến tranh hoàng gia thần đô biết. Phần đồ cuồng ca nhíu mày suy nghĩ một chút, lại lắc đầu cười khổ hai tiếng. Có thể bọn họ vẫn lưu ý tới chiến sĩ huyết mạch. Đối với càng kinh, khả năng hy vọng bồi dưỡng hắn trở thành rèn tạo sư hoặc dược sư. Có chút ý tứ. Đoạn phong bất nhị nhìn càng kinh nghiêm túc tắm rửa và giặt y phục loại bỏ mùi máu tươi, liên tục cười đây là lần đầu tiên ta thật sự có chút chờ mong tới học viện chinh phạt chiến tranh đây hẳn là cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ đêm vẫn tối đen như vậy mây đen vẫn chiếm trên bầu trời hơn nữa đè ép lẫn nhau có thể thấy tầng mây đặc biệt nặng nề trong không khí có hơi lạnh ẩm ướt dường như trời sắp mưa núi rừng thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng sói hoang nhìn trời hú dài giống như đang hướng lên mây đen trên bầu trời kháng nghị trả lại mặt trăng đối với ma tộc mà nói nơi này chính là mưa mùa đi lại ở trong núi rừng mỗi chân đạp xuống đều có thể khiến lá rụng và bùn đất nổi trên mặt nước ba người càng kình đi vào rừng núi này đã hai ngày theo vài dấu vết phát hiện được bọn họ cũng dần dần tìm được phương hướng ám bộ có khả năng hoạt động thông qua hàng loạt dấu vết hoạt động thực sự có thể phán đoán ra tuy rằng ám bộ một lúc đi hướng đông một lúc đi hướng tây đột nhiên lại quay đầu lại nhưng bọn họ hiểu rõ phương hướng di chuyển thực sự chắc chắn là hướng hoàng triều chân sách. Ban đầu phần độ cuồng ca không thể tin được vào phán đoán này của Càng Kinh. Nhưng cuối cùng dưới ánh mắt kiên định của Càng Kinh, hắn lựa chọn tin tưởng. Tuy rằng hắn không biết vì sao Càng Kinh qua và dấu vết lờ mờ ở đây lại có thể đoán được phương hướng hành động của ám bộ, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng người bạn đồng hành luôn lộ ra khí tức thần bí này. Trong thời gian hai ngày truy tìm tung tích, cuối cùng Càng Kinh xác định được một điểm ám bộ truy tìm tuyệt đối phải là một người, hoặc một ma tộc. Mà không phải ma thú thần kỳ gì, hoặc là thánh thú chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cùng với khoáng thạch quái dị nào đó. Mây càng lúc càng dày. Càng kinh yên tĩnh nằm rạp trên mặt đất. Mùi lá cây mục nát ẩm ướt tỏa ra gây mũi, hoàn toàn vùi lấp hắn ở phía dưới, lặng lặng đợi con mồi đến. Núi rừng này thực sự không nhỏ. Nếu như theo tung tích tiếp tục truy tìm, bản thân sẽ vô cùng nguy hiểm ma tộc ám bộ từ nhỏ đã được rèn luyện trong các hoàn cảnh khắc nghiệt. Theo lời đồn đại, tỷ lệ đào thải ở nơi đó gần như là tỷ số tử vong. Cái chết bao giờ cũng ở sau lưng bọn họ. Chỉ cần sơ ý một chút rất dễ dàng bị bại lộ. Ám bộ thất tinh mạnh tới mức nào? Càng kinh không biết, nhưng ít ra có thể đoán được một điểm, hàng ma cửu chiến ở trước mặt ám bộ thất tinh sợ rằng còn chưa đủ nhìn. Cùng với mạo hiểm bị phát hiện mình theo dấu vết, không bằng lựa chọn địa điểm tốt nhất đánh cược với vận khí một lần. Thân thể phần đồ cuồng ca co ro, giấu mình ở dưới một tảng đá lớn. Mùi lá cây gây mũi che phần lớn tầm nhìn trước mắt hắn, đồng thời cũng che giấu thân thể hắn một cách hoàn mỹ. Xuyên qua kẻ lá cây, phần đồ cuồng ca nhìn vị trí càng kình đang ẩn thân, không thể không bội phục nhãn lực và can đảm của người bạn cùng lứa tuổi này. Từ trên bản đồ có thể thấy, nơi này là một mảnh đất nhìn rất trống trải trong phạm vi núi rừng này hơn nữa căn cứ vào hành tung ám bộ và người đào tẩu mà càng kình tìm thấy bọn họ đi về phía hoàng triều chân sách có thể đi rất nhiều nơi nhưng khả năng đi qua nơi này cao tới hai phần trong mấy trăm tuyến đường có một chỗ khả năng cao tới hai phần lúc đầu phần đồ cuồng ca không tin nhưng thông qua thảo luận với càng kình hắn phát hiện người bạn đồng hành trẻ tuổi này hình như rất thông thạo về phương diện quân sự phần đồ cuồng ca xuất thân từ gia tộc quân đội từ nhỏ đã được giáo dục tốt về quân sự lại phát hiện người đồng hành trước mắt này lại hiểu biết sâu hơn mình về phương diện này sao có thể như vậy được trừ phi hắn còn bé mỗi ngày đã xem sách về phương diện quân đội hơn nữa còn có ngộ tính không tồi phần đồ cuồng ca tự dẻo mình cờ bắp trên mặt co giật thôi đi người bạn đồng hành vốn là một quái thai hắn biết nhiều như vậy thêm phương diện quân sự dường như cũng không có gì kỳ quái ba người lần lượt trốn ở các vị trí khác nhau bất tri bất giác đêm nhanh chóng trôi qua phía đông chợt hiện lên một tia sáng ánh mặt trời lan dần trên mặt đất hiện ra ánh sáng tờ mờ yên lành phần đồ cùng ca hoài nghi hệ thống khứu giác của mình bị hỏng trốn ở dưới đống lá mục hôi thối này nước mắt cũng không ngừng chảy xuống thật không biết càng kinh phủ bao nhiêu lá mục trên người rốt cuộc làm sao nhìn được hắn rốt cuộc còn phải chờ bao lâu mới có thể từ chỗ ẩn nấp đi ra Người đào tẩu và ám bộ thật sự sẽ đến sao? Càng kinh nằm dưới đống lá cây không nhúc nhích, giống như rắn hoàn toàn ngủ đông. Thân thể phong vân kim thân lúc ở trong cực băng hồ, đã học được năng lực khống chế nhiệt độ cơ thể. Lúc này ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống giống như máu rắn, chỉ có hai viên mắt không ánh sáng, quét mắt quan sát nhất cử nhất động xung quanh. Sang sạc. Sang sạc. Tiếng bước chân chạy trốn gấp gáp từ cách đó không xa truyền đến ánh mắt càng kinh ảm đạm không ánh sáng, gần giống như bị hàng băng làm đông. Ba gã ma tộc che mặt, người mặc quần áo màu đen, thân thể gầy gò, cầm theo loan đao xuất hiện trong tầm mắt hắn. Ám bộ Ma tộc ám bộ Phần đồ cuồng ca cố gắng khống chế sự hưng phấn trong lòng, quan sát những ma tộc kia. Chúng là thành viên của tổ chức thần bí, chỉ dựa vào tên có thể làm cho tiểu hài tử sợ hãi không dám khóc. Ba gã ám bộ ma tộc chạy tới gần, rất nhanh chạy ra xung quanh, trong tay cầm những cái đinh ngắn nhỏ ném loạn ra. Lực lượng mạnh mẽ khiến những cái đinh ghim chặt vào đất và cây cối. Ba cái đinh ba cạnh cắm vào mặt đất ngay trước mắt càng kình, chỉ cách chưa đầy nửa tấc. Phần đồ cùng ca thầm toát mồ hôi lạnh, lại bội phục định lực của càng kinh. Dưới tình huống như vậy, không ngờ hắn vẫn có thể tiếp tục duy trì trạng thái giống như tử thi. Thật không biết nếu như đinh sắt thật sự đâm vào thân thể hắn, hắn còn có thể duy trì trạng thái như vậy hay không? Ma tộc ám bộ kiểm tra một hồi, cũng không phát hiện ra bất cứ chuyện gì. Sự thận trọng trong ánh mắt đã giảm bớt. Bọn họ trao đổi ánh mắt cho nhau, sau đó lấy từ trong người ra sợi thép không lớn hơn cọng tóc là mấy. Chúng nhanh chóng quấn liên tiếp từ cây này sang cây kia. Các loại phi đao kinh tiễn cũng được gắn vào sợi dây thép. Chỉ cần khẽ chạm vào, những bộ phận then chốt sẽ lập tức phóng ra lực sát thương cường đại mặt càng kình quan sát tất cả những gì ma tộc ám bộ làm xem ra ma tộc ám bộ quả nhiên giỏi không thua gì với lời đồn đại bọn họ không chỉ có thực lực mạnh mẽ hơn nữa năng lực phân tính phán đoán cũng hết sức xuất sắc còn tính toán ra nơi này có hai phần khả năng ba gã ám bộ ma tộc chuẩn bị tốt tất cả bắt đầu tiến hành công tác ẩn nấp của mình hai ma tộc leo lên ngọn cây lợi dụng các tán lá dày tiến hành ẩn nấp còn có một ma tộc làm chuyện khiến càng kình lưu ý hơn một chút hắn dùng một tấm vải thoạt nhìn rất bình thường phía dưới để các gai sát sát nhau trong đó có một gai sát chịu lực tấm vải hoàn toàn mở ra nguyên lý không khác với cây dù bao nhiêu chỉ có điều mức độ mở ra hơi lớn hơn nữa do thả đất và lá cây lên trên phối với với cảnh rừng cây xung quanh liếc mắt một cái chỉ cho rằng đó là một khối nham thạch lớn mà thôi chỉ có điều dưới khối nham thạch này lại có một ám bộ ma tộc đang ẩn nấp có chút ý tứ vẻ mặt càng kình như bàn thạch tâm tình không chút dao động giống như một khối dung nham núi lửa bị cái lạnh làm đông cứng lại hắn lẳng lặng thu tất cả vào trong mắt thầm tính toán thực lực của ba gã ma tộc vừa rồi ba gã ám bộ này thực lực tệ nhất cũng phải là hàng ma tam chiến hai gã khác một là hàng ma bát chiến còn một là hàng ma cửu chiến hoàn toàn không hổ danh với danh hiệu của tổ chức nổi tiếng cả ở ma tộc lẫn ở hoàng triều chân sách ba gã chiến đấu trước có thực lực như vậy ám bộ thất tinh sẽ có thực lực thế nào thân thể càng kình giống như tảng đá nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ thời gian trôi qua từng giây từng phút gần ba giờ trôi qua hoàn toàn không có bất kỳ người nào hoặc thú nào đi qua dường như tất cả mọi người đã đoán sai tuyến đường lần này không ai đi qua cũng không có ma di chuyển thời gian vẫn trôi qua đặc biệt chậm rãi những đám mây trên bầu trời cuối cùng không chịu nổi tịch mịch một tia chớp thật lớn cực kỳ nhanh chóng đánh xuống giống như muốn xé toạc bầu trời. Tiếng sấm điếc tai vang vọng, giống như bầu trời thật sự sụp đổ. Mặt đất nổ vang dưới tác dụng của tiếng sấm đều hơi rung chuyển. Một giọt. Lại một giọt. Nước mưa ban đầu rơi xuống lác đác, trong nháy biến thành mưa to. Từng hạt mưa lớn chừng hạt đầu tí tách rơi trên mặt đất, bắn lên vô số hoa buồn. Phần đồ cùng ca nhìn mưa xối xả trút xuống, thậm chí nghi ngờ độ nhạy bén của dây thép. Liệu hạt mưa rơi xuống, động tới cơ quan then chốt, khiến cho chiến sĩ mặc áo giáp dày cũng có thể thành tổ ông vào vẽ hay không? Nếu vậy vị trí chỗ càng kinh, nhất định sẽ bại lộ. Trong tiếng mưa rơi xối xả xuống mặt đất, càng kinh chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng vật nặng đạp xuống đất, tiếng nước bùng bắn lên. Trong màn mưa, một nhân loại trẻ tuổi, trong tay cầm theo hai thanh lợi kiếm đã biến thành dạng răng cưa, lão đảo chạy rất nhanh về phía trước tới rồi. Càng kinh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không ngờ kẻ bị ma tộc ám bộ truy đuổi lại là một nhân loại. Thoạt nhìn dường như cũng chưa đến 18-19 tuổi, hai lông mày đen dài giống như bảo kiếm nhíu lại. Trong con mắt màu đen lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn có thể thấy được cảm giác hy vọng khi đi dưới màn đêm. Mũi dài và môi thật mỏng, tạo thành bộ dạng của một nam tử tuấn tú. Ngoại hình tuấn tú cùng với anh khí ép người, lại không có vẻ ẻo lả, thuộc về ngoại hình rất được các hài tử yêu thích. Chiến sĩ trẻ tuổi toàn thân mặc áo giáp kim loại rách không thể tả nổi. Mặc dù dưới cơn mưa xối xả, máu vẫn không ngừng loang lổ. Trên cổ tay, tấm lá chắn đường kính nửa thước đã sớm có vô số vết trạng, nứt. Ở bên rìa biến thành dạng răng cưa. Chỉ từ trang phục trên người đã biết chiến sĩ trẻ tuổi này đã từng gặp phải cuộc chiến đấu kịch liệt thế nào. Người chiến sĩ trẻ lão đảo chạy trốn khi đi tới khu vực càng kình và đám ma tộc phục kích chiến sĩ trẻ tuổi bỗng nhiên dừng bước mệt nhọc đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh ra đi trong tay chiến sĩ trẻ tuổi cầm hai thanh tàn kiếm lạnh lùng quét mắt xung quanh mưa to cũng không thể rửa sạch được mùi hôi thối buồn nôn trên người các ngươi dưới màn mưa ba gã ám bộ không người nào nhúc nhích nếu như không phải từng nhìn thấy ba gã ám bộ phần đồ cuồng ca thậm chí sẽ cho rằng người chiến sĩ trẻ tuổi này khẩn trương thái quá. Nhưng hôm nay lại chỉ có thể bồi phục sự lạnh lùng bình tĩnh của hắn. Rõ ràng trong tình trạng chạy trối chết, vẫn có năng lực phán đoán cực kỳ xuất sắc. Nếu các ngươi không ra, chiến sĩ trẻ tuổi lạnh lùng nhìn lướt qua xung quanh một lượt, chuyển song kiếm vào một tay, mắt thận trọng chú ý tình hình xung quanh, một tay lấy từ bên hông ra miếng sắt vỡ. Rất nhanh, hắn bỗng nhiên vung vào đám cây xung quanh miếng sắt lớn bằng đầu ngón tay bị toàn lực ném đi xuyên qua vô số hạt mưa bắn loạn tới mấy cây đại thụ khác thình thịt thình thịt thình thịt miếng sắt đầy góc cạnh va chạm vào cành cây nhất thời cắm mạnh vào thân cây choang trong cơn mưa xối xả tiếng kim loại va chạm vang lên khiến người ta nghe được đặc biệt rõ ràng đoạn đao và miếng sắt va chạm tia lửa bắn ra chúng còn chưa kịp phát ra quan hoa rực rỡ đã bị mưa xối xả dập tắt một ma tộc ám bộ từ trên cây nhảy xuống hắn không thể tiếp tục nhẫn nại được vừa nãy miếng sắt vô cùng trùng hợp bay về phía đầu hắn nếu như tiếp tục nhẫn nại không ra tay cũng sẽ bị người phát hiện ra chỗ ẩn nấp so với bị thương bị phát hiện không bằng ra tay tấn công trước hàng ma bát chiến ám bộ ma tộc từ trên cây xuống hai cánh tay gian ra giống như chim diều chém thỏ đoạn kiếm trong tay trực tiếp bắn về phía chiến sĩ trẻ tuổi trường kiếm dạng răng cưa quét ngang trước người, ngăn đoạn đau tập kích. Đôi mắt đột nhiên phóng ra màu đỏ như máu, giống như bảo thạch màu đỏ được chiếu ánh sáng vậy. Răng rắc. Răng rắc, rắc. Phía sau lưng chiến sĩ trẻ tuổi vang lên tiếng gãy xương. Một cánh chim dài nửa thước mang theo quang hoa màu đen lóe sáng, chợt hiện ra từ phía sau hắn. Ma tộc. Ma tộc chiến sĩ huyết mạch. Hơn nữa, còn là huyết mạch ma vũ sĩ hoàng tộc mạnh nhất trong ba đại huyết mạch chung cực ma tộc huyết mạch thiên sứ đọa lạc trong nháy mắt thực lực người tuổi trẻ chợt tăng lên tới hàng ma cửu chiến đỉnh phong trường kiếm trong tay phát ra tiếng giống như rồng ngâm kiếm quan trong cơn mưa xối xả vẫn tăng vọt huyết mạch thiên sứ đọa lạc phần đồ cuồng ca không nén được sự khiếp sợ trong lòng đây chính là một trong ba đại huyết mạch ma vũ sĩ cường đại nhất ma tộc không ngờ lại xuất hiện ở ở đây. Nhưng hắn lại đang bị ma tộc ám bộ truy sát. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng có hình dạng bên ngoài là nhân loại. Là ai? Tên hàng ma tam chiến của ma tộc cách phần đồ cuồng ca gần nhất, đoạn đao trong tay lóe lên, lao vụt tới chỗ phần đồ cuồng ca đang vùi lấp trong lá cây dưới nham thạch. Chỉ trong nháy mắt, tâm thần phần đồ cuồng ca chấn động, khiến thân thể có chút dao động, nhất thời bị thành viên ám bộ này phát hiện không thể ẩn nấp. Phần đồ cuồng ca vội vàng chạy ra khỏi đám lá cây. Đoạn đao đã cắm vào chỗ hắn vừa ẩn nấp. Đao phong cắm sâu vào bùn chỉ lộ ra chui đao. Nhân loại. Trong mắt ám bộ hàng ma tam chiến kia có chút bất ngờ. Trường kiếm bên hông đã được trút ra, liên tục đâm thẳng về phía phần đồ cuồng ca vừa đứng lên. Phục. Chỉ vừa giao phong, một cánh tay của ám bộ hàng ma bác chiến bị kiếm phong hình răng cưa chém đứt đồng thời máu tươi từ trong cánh tay cục phun trào, nhất thời nhuộm đỏ một phần mảnh đất. Càng kinh giống như hòn đá nhìn chầm chầm vào chiến trường, trong lòng thầm đánh giá ám bộ cao hơn một bậc. Cánh tay bị chặt đứt, đau nhức như vậy lại không kêu trên lấy một tiếng, dường như cánh tay bị chặt xuống không phải là cánh tay của hắn. Loại ma tộc này đối với mình còn ác như vậy, thì không cần nói đến đối xử với kẻ địch. Cánh tay vừa đứt, ám bộ hàng ma bác chiến nhanh chóng lui về phía sau ma vũ sĩ trẻ tuổi hóa thân thành trạng thái thiên sức đọa lạc vai lay động khiến thân thể văng ra vô số giọt mưa trường kiếm trong tay đánh bay những giọt mưa rơi xuống tất cả đấu khí tập trung ở trên mũi kiếm tập trung vào yếu hầu đối phương tốc độ của ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa lạc cực nhanh trong chớp mắt đã nhào tới trước mặt ma vũ sĩ ám bộ trong mắt con người ma vũ sĩ không hề kinh ngạc ở trên người hắn dường như hoàn toàn không tìm được bất kỳ sự dao động nào mũi kiếm cách ít hầu ma vũ sĩ ám bộ chưa đầy ba tấc tảng đá ngụy trang đột nhiên nổ tung trong nháy mắt thực lực nhanh chóng lên tới hàng ma cửu chiến ma vũ sĩ mạnh nhất trong ba ám bộ trong ánh mắt lập lòe đầy hưng phấn hắn đâm mạnh một đao một đao này vô thanh vô tức trước khi bạo phát gần như không có bất kỳ dấu hiệu nào đao của phần đồ cuồng ca trước một đao này có vẻ ấu trĩ tới nực cười sắc bén đao sáng như tuyết cắt qua mưa xối xả, phát ra tiếng trùng kích mãnh liệt. Thế bạo phát kinh người. Vải nát bắn ra. Đao sáng như tuyết bạo phát ra đấu khí tạo thành một lối nhỏ không có mưa nào rơi xuống được. Trong ánh mắt của ma vũ sĩ hạng ma bác chiến có chút tiếu ý, hắn không phải hoàn toàn không cảm xúc. Tất cả những gì hắn làm, chính là muốn dồn đối thủ tới bên cạnh tảng đá giả kia. Hôm nay, hắn đã làm xong cánh sau lưng ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa lạc đột nhiên mở ra. Thân thể bay lên không trung, dưới ảnh hưởng của cánh, tạo ra lối đi kỳ lạ. Chiến sĩ huyết mạch luôn có năng lực đặc biệt khác thường. Giờ phút này, cánh của ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa lạc thay đổi hướng đi của hắn. Tay phải cầm trường kiếm cũng biến hóa theo thân thể, đặc biệt quỷ dị xuất hiện ở dưới hàm của ma vũ sĩ hàng ma cửu chiến. Phục trường kiếm hình răng cưa xuyên qua hàm ma vũ sĩ đâm thẳng lên đầu máu giống như suối phun ra trong chớp mắt hai bên đã đổi chỗ cho nhau ma vũ sĩ hàng ma bác chiến ma giấu ở trong ống tay áo một cái gai nhọn to bằng ngón tay dài một thước từ từ đâm về phía sau lưng của ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa lạc hắn không tránh khỏi liên tục bạo phát đấu khí để tìm được ma vũ sĩ hàng ma cửu chiến đang ẩn nấp này khiến hắn tiêu hao quá nhiều thực lực nếu như trong trạng thái hoàn hảo không tổn hao gì tất nhiên không có gì quan trọng nhưng hiện tại thân thể hắn đã vô cùng mệt nhọc khắp nơi đều là vết thương quan trọng nhất chính là thân thể còn có loại thuốc độc mạnh gây tê dại kiếm tiện nghi một hàng quan giống như dao lông từ trong đống lá mục nát hiện ra đoạn phong bất nhị cầm thương bất nhị trong tay đứng cách hòn đá kia chưa đầy ba thước đột nhiên lao lên đánh lén trong ánh mắt của ma vũ sĩ hàng ma bác chiến ma xuất hiện sự tuyệt vọng. Cũng ép khí thế bạo phát, cũng đột nhiên tập kích. Trong thương của đoạn phong bất nhị chỉ thiếu một chút sát khí lạnh lẽo, lại tăng thêm vài phần nhanh chóng như xét đánh. Trên bầu trời, ti chớp đánh xuống, trong nháy mắt lại biến mất. Đầu ma vũ sĩ hàng ma bác chiến đã sớm bị thương bất nhị xuyên qua. Sợi thép muốn đâm vào phía sau lưng ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa lạc, cuối cùng vẫn không đụng tới thân thể hắn. Ấm. Thân thể ma vũ sĩ hàng ma tam chiến ngã xuống bùng nhão. Trên trang phục chiến sĩ của phần đồ cùng ca xuất hiện thêm hai vệt máu dài, trong đó có một vệt máu cách tim không xa. Phần đồ cùng ca dùng tay nắm chiến đao chống xuống mặt đất cố gắng không ngã xuống. Hắn hít sâu từng hơi thầm kêu may mắn. Đối thủ bất luận xét về mức độ tàn nhẫn, kinh nghiệm hoặc thực lực đều cao hơn mình rất nhiều lần này nếu không phải hai ma vũ sĩ ám bộ chết ít nhiều ảnh hưởng đến tâm tình của hắn cuối cùng ai ngã xuống thật sự rất khó nói các ngươi là ai ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa lạc thu hồi lực lượng huyết mạch bất kỳ chiến sĩ huyết mạch nào không phải có thể duy trì trạng thái kích phát lực lượng huyết mạch không giới hạn cũng chính vì vậy chiến sĩ huyết mạch chiến đấu với nhau có đôi khi so sánh xem ai có thể kiên trì kéo dài thời gian sử dụng trạng thái lực lượng huyết mạch hơn Chiến sĩ huyết mạch ngang cấp, có vài người sẽ được gọi là thiên tài, có vài người lại không được gọi là thiên tài. Mức độ duy trì thời gian phát ra lực lượng huyết mạch cũng là một trong những tiêu chuẩn sát hạch. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều lực lượng huyết mạch, khôi phục lại hình dáng của nhân loại, kinh ngạc cảnh giác nhìn đoạn phong bất nhị và phần độ cùng ca. Trường kiếm trong tay không hề buông lỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Chúng ta Đoạn phong bất nhị đồng thời cũng cảnh giác nhìn đối phương. Ma vũ sĩ này có thể biến thân thành huyết mạch thiên sứ đọa lạc, bộ dạng bên ngoài lại hoàn toàn là nhân loại, nhưng nói thế nào chắc vẫn là ma vũ sĩ của ma tộc. Quân đội chúng ta nhận được tin tức, ma tộc ám bộ ở khu vực này hoạt động rất dày đặc, giống như tìm kiếm hoặc đuổi bắt gì đó. Cho nên chúng ta tới đây. Phải không? Trong màn mưa, chợt có một giọng nói cao ngạo lạnh lẽo chậm rãi truyền đến vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội này, dẫn tới đây thêm một tướng quân hoàng triều chân sách. Không nghĩ tới chỉ là hai chiến sĩ hàng ma vô cùng trẻ tuổi. Được. Tốt. Nếu như ta không nhìn lầm, một trong hai người chắc là một trong mười đại chiến sĩ huyết mạch hoàng triều chân sách, chiến sĩ huyết mạch rắn chính đầu đỉnh phong. Trong cơn mưa xối xả, càng kinh thấy một ma vũ sĩ cũng mặc đồng phục màu đen của ám bộ, hai tay chấp ở sau lưng chậm rãi tới gần trước ngực hắn có nhiều hơn so với ma vũ sĩ ám bộ ma tới trước, chính là sao? Hai ngôi sao? Ám bộ nhị tinh. Cũng không phải là ám bộ thất tinh như trong tin tức. Thiết khắc phúc lợi đặt, bọn họ đúng là tới cứu ngươi. Chuyện ám bộ muốn làm đối với Hoàng Triều chân sách mà nói, chỉ cần phá được nhất định là đúng. Cũng giống như hắc long quân của Hoàng Triều chân sách muốn làm gì, ma tộc chỉ cần phá đi nhất định là đúng. Một đạo lý tốt càng kinh xuyên qua màn mưa vẫn không cách nào nhìn rõ bộ dạng của ma vũ sĩ mới tới hắn cũng giống như ám bộ trước đó từ mũi trở xuống đều che kín chỉ có điều riêng hắn dùng kim loại để che một tấm kim loại đen thật mỏng nếu như làm thành một cái mặt nạ sẽ có vài phần giống với hoa viêm bất kiến không thể không nói thiết khắc phúc lợi đặc sự ngoan cường và năng lực của ngươi vượt ra ngoài mức độ dự đoán của ta Ám bộ nhị tinh đứng ở trong mưa không lập tức động thủ, mắt nhìn lướt qua xung quanh, cố gắng tìm kiếm khả năng nguy cơ tồn tại. Ánh mắt hắn đảo qua vị trí lá cây mục nát của càng kình, càng kình nhất thời cảm giác thân thể giống như bị rắn nhìn chầm chầm vào. Xem ra chỉ có hai người các ngươi. Ám bộ nhị tinh nhẹ nhàng hoạt động hai tay. Được. Tốt. Thiết khắc phúc lợi đặt, ta vốn tưởng rằng ba gã thủ hạ có thể khiến ngươi bị thương, như vậy bắt sống ngươi sẽ càng dễ hơn. Nhưng không nghĩ tới lại bất ngờ xuất hiện hai chiến sĩ hàng ma của Hoàng Triều chân sách. Lần này công trạng của ta nhiều có thể đủ để thăng cấp. Chỉ cần lực lượng của ta có thể thăng cấp nữa, nhất định lại thêm một ngôi sao. Ni Lạp, Đức Đức La Đâu. Thiết khắc phúc lợi đặt xuyên qua màn mưa nhìn chầm chầm vào ám bộ nhị tinh. Ta ở chỗ này, vậy ngươi nói bằng hữu tốt của ngươi, hắn có thể đi đâu được. Đương nhiên là chết rồi. Trong ánh mắt Ni lạp lộ ý cười trêu tức giống như mèo vần chuột. Nói đến thật sự thú vị. Một gã tạp dịch, con lai của nhân loại cùng ma tộc không ngờ có thể tự nhiên thức tỉnh lực lượng huyết mạch thiên sứ đọa lạc. Đáng ra từ nay về sau có cơ hội bước vào tầng lớp xã hội thượng tầng của vương triều lộ Tây Pháp ta, nhưng bởi vì quan hệ với công chúa Vưu Na Lạp, bị thái tử truy sát. Tiểu tử, đừng tưởng rằng thức tỉnh lực lượng huyết mạch lộ Tây Pháp, ngươi thật sự, tà thiên sức đọa lạc nữ ma của thái tử, ngươi có thể đụng vào sao? Tiểu thư Vưu Na Lạp không phải là nữ ma của thái tử. Càng kinh nghe giọng nói của thiết khắc phúc lợi đặc, giống như muốn cắn răng vào nhau. Toàn bộ ma tộc sau này đều là của thái tử. Một nữ ma. Ni Lạp cười nhạt. Có lẽ bởi vì ám bộ rất ít khi nói chuyện, cuối cùng có cơ hội nói chuyện, hắn nói không dừng. Ta thật sự không hiểu. Ngươi nên biết, năng lực của ngươi tối đa chỉ có thể kém hơn thái tử. Để thái tử đùa bỡn với công chúa vua Na lập một thời gian đã sao? Vì sao còn phải đánh cược toàn bộ ma sinh đi làm tất cả những điều này? Nếu như ngươi không làm, có thể ma sinh của ngươi sẽ đặc biệt thuận lợi, cũng có cơ hội hoàn thành lực lượng huyết mạch thức tỉnh nhị cấp, nắm giữ một cánh hoàn chỉnh, thu được lực lượng cường đại và có tiềm lực hơn. Đức Đức La đã chết. Ngươi cứ nói đi. Ni lạp phiền não khoát tay. Được rồi, nói chuyện với ngươi cũng không ít. Bắt sống ngươi trở về, không biết thái tử sẽ hành hạ ngươi thế nào? Giọng nói nghi vấn vang vọng trong mưa. Mắt ni lập đột nhiên mở ra, thân thể nhanh chóng phình ra. Trong nháy mắt quần áo bị rách. Một đầu trực tiếp lớn đến gần như ba thước, da lộ ra màu giống như sắc đen. Huyết mạch cự ma. Dưới ba đại huyết mạch ma tộc có mười đại huyết mạch. Huyết mạch cự ma có thể kém hơn so với huyết mạch hoàng triều chân sách lực lượng lớn nhưng tốc độ không chậm thân thể cực đoan rắn chắc giống lên khôi giáp tùy thân trời sinh móng tay sắc bén thậm chí không thua gì đấu binh mức độ huyết mạch thức tỉnh khác nhau trong móng tay diễn sinh ra thứ khác nhau trong truyền thuyết huyết mạch cự ma lúc thức tỉnh huyết mạch sơ cấp móng tay sẽ tự động ma dược trường sinh cực mạnh một con gấu chó thành niên cường tráng chỉ cần bị cứa rách chút da nằm dày sau toàn thân tê liệt vô lực chiến sĩ huyết mạch nhân loại các ngươi tới đây. Cho các ngươi biết cái gì là huyết mạch cự ma vô địch. Mắt ni lập nhìn xuống thiết khắc phúc lợi đặt cười lạnh. Ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa lạc yêu quý của ta, thân thể của ngươi còn có thể di chuyển được nữa sao? Ngón tay ngươi còn có thể nghe theo sự điều khiển của ngươi nữa sao? Khí tức cường đại trong nháy mắt bao trùm tất cả. Đó cũng lực lượng không phải của chiến sĩ hàng ma, lực lượng tuyệt đối vượt quá đột phá chiến sĩ hàng ma. Ni Lạp đối mặt với hai đối thủ lực lượng huyết mạch và một chiến sĩ hàng ma, vẫn đầy tự tin bắt sống bọn họ. Sử dụng hệ thống so sánh lực lượng ma tộc tiêu chuẩn mà nói, mình đã là ma vũ sĩ nhị cấp tầng 5. Sử dụng tiêu chuẩn của Hoàng Triều Chân Sách, chính là phục ma ngũ chiến. Hai bên kém nhau chắc chắn là một mức. Ca ca. Cánh màu đen giống như ma pháp địa gai từ dưới mặt đất lao thẳng lên. Lực lượng hàng ma cửu chiến và huyết mạch thiên sứ đọa lạc lại tiếp tục bạo phát. Rung rẩy. Máu trong người thiết khắc phúc lợi đặt giống như đang sôi trào thiêu đốt. Tâm tình hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, ép hiệu lực của ma dược giảm xuống. Đoạn phong bất nhị thở ra một hơi. Lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn nhất thời hoàn toàn thức tỉnh. Trong ánh mắt hắn không còn có nửa phần màu trắng nữa. Đôi mắt giống như ngưng kết thành một khối bảo thạch tinh hóa màu đen, trừ màu đen ra không còn có màu nào khác một lớp lân giáp mỏng nhưng cứng trắng màu đen rất nhanh bao trùm ở phía ngoài thân thể hắn. Móng tay từ hai ngón trỏ đột đột bắn ra, thoạt nhìn giống như ranh nanh của độc xà. Phần đồ cuồng ca cố vận dụng đấu khí, ba người dưới áp lực cường đại, bất tri bất giác tiến lại gần nhau. Đến đây đi! Đến đây đi! Đến đây đi! Ni lạp càng rỡ gian hai cánh tay, chân dặm mạnh xuống đất. Mặt đất giống như bị ma pháp cổ quái ép lại, khiến khoảng cách hai bên nhanh chóng kéo lại gần. Cánh tay cường tráng lớn như eo nữ nhân đưa ra. Năm ngón tay mở rộng đưa về phía ba người. Bỏ trốn. Đã không có khả năng. Thực lực mi Lạp đã nói cho mọi người biết, nếu như ngang cấp có thể tốc độ của hắn không đủ nhanh, nhưng khi áp đảo về phương diện thực lực, tốc độ của mọi người lại không nhanh bằng hắn. A a a a. Đoạn phong bất nhị liên tục trích gào, kích phát tất cả lực lượng huyết mạch trong cơ thể trường thương trong tay rít lên những tiếng xé gió nhanh chóng xoay tròn khóa những giọt nước mưa khóa ở phía ngoài thân thương giống như một con thủy long phá không lao ra một thương một ngựa một người phá trận đâm trời phá động đâm đất thành giếng đây là uy lực chân chính của thương thuật là lực lượng thân thể người cùng lực lượng binh khí tổng hợp lại đoạn phong bất nhị dùng toàn lực đột kích phối hợp với đấu binh trong tay đừng nói là thân thể người bình thường cho dù là mặc áo giáp kim loại thậm chí là một kỵ binh mặt trọng giáp ở trước mặt nó cũng yếu ớt thấy đoạn phong bất nhị dùng cả tính mạng đâm ra một thương trong lòng phần đồ cuồng ca nhất thời hăng hái chiến đao trong tay từ một hướng khác toàn lực chém ra thân thể thiết khắc phúc lợi đặt đột nhiên bò trên mặt đất hai tay kể cả hai chân đồng thời đẩy thân thể di chuyển trên mặt đất cả người bò sát mặt đất lao thẳng tới dưới chân ni lạp hai trường kiếm hình răng cưa rút từ sau lưng ra mục tiêu chính là muốn hại nam tính ở hạ thể ni lạp đây là cuộc chiến sinh tử không có gì hạ lưu hay không hạ lưu chỉ có sống sót mới có tư cách tới bình luận về quá trình của cuộc chiến này cánh tay ni lạp nhoáng lên bỏ qua trường thương loại đấu binh này thân thể của hắn không thể cứng rắn chống lại cánh tay to khỏe đập trúng thân thương bất nhị đấu khí mạnh mẽ truyền thân thương bất nhị xông vào trong cơ thể đoạn phong bất nhị rắc xương cánh tay đoạn phong bất nhị bị gãy Đấu khí xông vào trong cơ thể giống như búa tạ đập vào ngực hắn. Hắn nửa mặt lên trời phun ra một búng máu, trực tiếp ngã bay ngược ra ngoài, cảm giác toàn thân giống như vỡ nát. Cánh tay to khỏe ngăn trường thương bay tới đoạn phong bất nhị, thân thương quét ngang tiếp tục bay, hung hăng đập về phía phần đồ cùng ca. Hắn cầm chiến đao trong tay giơ lên trước ngực đỡ. Nhất thời chiến đao xuất hiện vô số vết nứt. Tiếng xương hai cánh tay vỡ nát liên tục vang lên hắn phun ra bún máu tươi bay ra ngoài cổ chân ni lạp chuyển động tốc độ thân thể khổng lồ cực nhanh lóe cái đã đến trước mặt thiết khắc phúc lợi đặt chân phải vừa nhấc đá về phía vị trí bụng dưới của hắn khí lưu mạnh mẽ khiến chân lớn còn chưa tới đã tăng ba phần uy thế thiết khắc phúc lợi đặt ép cánh đen trên lưng vừa di chuyển thân thể lại giống như không trung chim én bay lượn quỷ dị xuất hiện ở phía sau ni lạp ha ha ni lạp không quay đầu lại cười to một tiếng thân thể bỗng nhiên ngã về phía sau căn bản không nhìn hai thanh lợi kiếm lao về phía sau lưng hắn. Ken ken ken. Trường kiếm đã sớm đầy răng cưa, cũng không chịu nổi bất kỳ trùng kích nào nữa, đánh vào sau lưng ni lập lập tức đều vỡ thành từng mảnh. Cánh tay thật lớn lại đổi phương hướng đánh về phía sau lưng thiết khắc phúc lợi đặc. Âm. Thiết khắc phúc lợi đặc không may mắn tránh được nữa. Phía sau lưng trúng một chưởng, thân thể bị đập vào trong buồn, văng lên vô số bọc nước và bùng nhảo. À! Ni lạp kêu lên một tiếng đau đớn từ dưới đất nhảy lên, trận trừng mắt nhìn đoạn phong bất nhị cách đó không xa thân thể lão đảo đứng lên. Ha hả, Thân thể đoạn phong bất nhị lão đảo đứng lên, trên mặt vừa là bùng vừa là máu, nhưng vẫn nhìn ra được hắn đang cười. Nhìn ta sao? Cho rằng ta không đã thương được ngươi sao? Trường thương, ghim sâu vào trong bả vai ni lạp chưa đầy nửa tất máu theo vai từ từ chảy xuôi, trùng kích nặng nề tổn thương, khiến đoạn phong bất nhị mất đi lực lượng cực lớn. Lân giáp trên người bị đánh nát hơn 2 phần 3. Toàn thân giống như một người máu. Ni lập trận trừng mắt nhìn đoạn phong bất nhị. Hắn vốn định bắt sống ba người trở về. Theo pháp luật vương triều lộ Tây Pháp, thưởng bắt sống thưởng cao hơn nhiều so với thưởng về tử thi. Bởi vậy hắn mới không giết chết chiến sĩ huyết mạch rắn chính đầu này phải biết rằng nếu như bắt sống một chiến sĩ huyết mạch trắng chính đầu trở lại sau đó ép lai với ma tộc nếu may mắn thành công sẽ là công lao lớn tới mức nào giờ phút này ni lạp quyết định giết chết đoạn phong bất nhị là ám bộ nhị tinh lại bị một chiến sĩ huyết mạch hàng ma lục chiến tổn thương tới thân thể hắn không thể chịu đựng được luật sắc của ám bộ cũng không thể dễ dàng tha thứ cho chuyện như vậy phát sinh chết đi cho ta ni lạp quát lớn một tiếng âm thanh dường như muốn đánh văng những hạt mưa xối xả bên cạnh lực lượng khổng lồ đập trên mặt đất phát sinh lực đẩy khiến nước mưa xung quanh chân chấn động tới bắn ngược lên huyết mạch cự ma khổng lồ phá tan màn mưa đánh về phía đoạn phong bất nhị cơ hội dưới lá cây mục nát càng kình nhìn bạn đồng hành bị thương nặng trong lòng đã sớm sôi trào cuối cùng vào giờ phút này hắn hoàn toàn bạo phát hắn một mực chờ đợi đối mặt với đối thủ như vậy xong ra kề vai chiến đấu với bạn đồng hành chỉ có thể là chịu chết cơ hội chỉ có một lần cơ hội đối mặt với đối thủ như vậy thật sự chỉ có một lần cơ hội bắn tên mất đi cơ hội duy nhất kết cục chỉ có thể là tất cả bị diệt càng kinh hiểu rõ luật pháp hoàng triều chân sách đồng thời cũng biết rất nhiều luật pháp hoàng triều lộ tây pháp ma tộc chiến sĩ hàng ma sống sẽ đáng giá hơn so với chết chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu sống công trạng lớn không gì so sánh được dưới tình huống bình thường, Ni Lập tuyệt đối sẽ không tiêu giết ba đối thủ này Cơ hội tốt nhất đáng lẽ là Ni Lập đánh bại ba người, trói chặt ba người bọn họ Không ngờ hiện tại lại trở thành tình huống như vậy Càng kinh không thể nhịn nữa Tiếp tục chờ, sau đó có lẽ có cơ hội tốt hơn Nhưng sẽ phải trả giá lớn chính là đoạn phong bất nhị chết trận Không thể để bằng hữu lại chết được Tuyệt đối không thể La Lâm đã chết tuyệt đối không thể để cho đoạn phong bất nhị chết nữa bất tri bất giác càng kình đã xem đoạn phong bất nhị là bằng hữu chân chính không ai có thể mở mắt nhìn bằng hữu chân chính của mình chết chí ít càng kình làm không được liều mạng cho dù chết chung cũng tuyệt đối không thể giống như con rùa rút đầu trong đống lá rụng mắt mở trừng trừng nhìn bằng hữu chết dùng cái chết đổi lấy cơ hội chắc chắn hơn tia chớp sáng lên trên không trung Căng kình nhảy ra khỏi đống lá rụng. Mũi tên đấu binh được đặt lên dây cung. Ngay khi tia chớp còn chưa tắt, dây cung đã được kéo căng. Mũi tên được thả ra. Ánh sáng u ti chớp dần dần yếu đi, mũi tên đã nhanh chóng di chuyển. Mũi tên mang theo cường lực xé gió lướt qua màn mưa, tạo thành một lối đi. Trong lối đi này không có một giọt nước mưa nào. Vẫn còn có kẻ địch. Gia đầu ni lập nhất thời tê dại. Má tóc xám thật dài cảm thấy khí tức nguy hiểm cực đại, dựng thẳng lên trời. Hắn không để ý tới chuyện giết đoạn phong bất nhị nữa, cố gắng xoay thắt lưng trốn mũi tên kia. Mũi tên mang theo lực lượng của hàng ma cửu chiến với tốc độ đấu khí xoay 3.500 vòng, còn nhanh hơn cả ti chấp xuyên qua thân thể ni lạp, từ trong cơ thể hắn mang theo máu tươi bắn ra ngoài, lại xuyên qua hai cây hồng tùng, cắm thật sâu vào cây hồng tùng thứ ba. Nhanh. So với điện, so với ánh sáng còn nhanh hơn càng kinh bắn ra một mũi tên chiếc cung trong tay nhất thời ném đi đưa tay lấy trảo mã đao kế đô từ trong đấu giới ra dưới chân đạp mạnh thân thể giống như chiến mã lao nhanh về phía ni lạp không chết chắc chắn chưa bắn chết hắn cơ hội này cũng không phải là tốt nhất hắn bị thương nặng không dậy nổi không thể cho hắn cơ hội đau thân thể ni lạp nhất thời ướt đẫm mồ hôi đây không phải đau đớn vì ngực trúng tên mà là kinh sợ nếu như không phải tránh nhanh, mũi tên kia đã xuyên qua tim hắn. Dù vậy, mũi tên này cũng sát tim. Tiễn khí mang cường lực xoay tròn vẫn tổn thương tới tâm mạch. Đau đã hạ xuống. Tất cả công kích của càng kình lưu loát, tốc độ cực nhanh gần như ti chớp. Thế đau mạnh mẽ như sắm đánh. Ngực mi lập trúng tên, trong nháy mắt thực lực giảm xuống rất nhiều, miễn cưỡng duy trì ở chiến sĩ phục ma sát, cảm nhận được chiến đao chém xuống đầu, hắn giơ tay lên muốn đánh vào chui đau lại phát hiện thân chiến đau này không giống đau thường mà là trảo mã đau mẹ nó muốn cho ta chết sao ngươi cũng đừng mong sống tốt liều mạng ni lập trợn tròn đôi mắt tiếp tục giơ khuỷu tay cơ bắp cùng với xương cốt ngăn cản một đau trí mạng này đồng thời tay phải trực tiếp đánh ra một quyền về phía càng kinh phục răng rắc máu tươi bắn ra khắp nơi thân thể ni lập không cách nào ngăn cản được trảo mã đau của càng kinh đấu khí của ni lạp cũng không cách nào thuận lợi truyền vào thân thể càng kình xương cứng ở trước mặt chiến đao cũng trở nên yếu ớt đồng thời một nắm đấm khác cũng đập vào trúng ngực càng kình âm âm thân thể càng kình trúng một quyền cả người bay ngược trên trên không trung đụng gãy một cái cây mới dừng lại ngực giống như nuốt phải than nóng làm sao có thể như vậy được ni lạp không thể tin được mặc dù thực lực mình giảm mạnh nhưng vẫn miễn cưỡng là thực lực chiến sĩ phục ma một quyền đánh xuống cho dù là đánh xuyên qua đối thủ hàng ma cửu chiến cũng không quá khó tại sao ngay cả tiếng xương cốt vỡ nát cũng không có chết cho ta ni lập không để ý tới đau đớn khi mất đi một cánh tay kinh nghiệm lão luyện khiến hắn bỏ qua bước chân lao thẳng tới càng kình quyền phải lại vung lên hắn không thể cho càng kình bất kỳ cơ hội nào hắn phải giải quyết đối thủ duy nhất nếu không thật đáng sợ may mà có phong vân kim thân nếu không lần này thật sự chết rồi hai chân càng kình tách ra không lui về phía sau chân phải đạp xuống đất hắn truyền tất cả lực lượng vào vai toàn lực vung đao lên hắn lấy phi đao từ trong đấu giới ra trong cơn mưa xối xả phi đao bay qua vẻ một tia sáng rực rỡ tuyệt đẹp nhất nó lướt qua vô số hạt mưa sau đó tiến vào yết hầu của ni lạp xuyên qua xương cổ hắn lao ra khỏi gáy hắn lại xuyên qua một gốc hồng tùng, cắm vào cây hồng tùng thứ hai. Phi. Đau. Thân thể Ni Lạp dừng di chuyển, trong miệng sùi máu tươi, cổ hồng không ngừng phun máu, mắt mở lớn tới mức cực đại. Trong mắt hắn đầy khiếp sợ và nghi hoặc còn có phần không tin được. Quá nhanh. Thần xạ, đây. Mới là con bài chưa lật. Thân thể to lớn của Ni Lạp ngã sắp xuống buồn, trong cơn mưa xối xả, không nhúc nhích nổi nhìn càng kinh phi đao mỏng, dài cắm vào thân cây khô khẽ run rẩy, giống như hưng phấn vì mình vừa cướp đi tính mạng của một ma vũ sĩ huyết mạch cự ma. Vết máu trên người theo cơn mưa xối xả cọ rửa, rất nhanh trở nên sạch sẽ. Một giây trước, chiến trường vẫn kịch liệt gần như muốn nổ tung, hiện tại chỉ còn lại tiếng mưa xối xả rơi xuống đất, ti chấp xẹt qua bầu trời, những tiếng sấm liên tục vang lên, càng khiến chiến địa tăng thêm vài phần thảm khốc. Càng kinh dụng sức ho khang lúc ni lập sắp chết phát ra một quyền cuối cùng trong nháy mắt uy lực so với trước lúc trúng tên không những giảm ngược lại còn tăng lên bất luận là người hay ma lúc sắp chết bao giờ cũng sẽ phát ra thực lực vượt quá lúc bình thường phong vân kim thân bị đánh tan ra lại được dựng lại mặc dù xương cốt trong ngực không gãy xương toàn thân lại giống như bị một quyền này đánh tới tơi tả cổ họng nóng như nuốt phải bàn ủi nung đỏ Âm trong cơn mưa xối xả hai đầu gối đoạn phong bất nhị mất lực, nặng nề quỳ trên mặt đất. Nắm đấm chống xuống mặt đất đầy nước bùn không hoàn toàn ngã xuống. Hắn ngẩng đầu lên vui vẻ cười với càng kình, máu tươi bị nước mưa cọ rửa, theo góc cạnh trên gương mặt hắn rơi xuống mặt đất. Ha ha. Đoạn phong bất nhị khẽ cười, vết thương trên cơ bắp thân thể bị kéo căng, trên mặt thoáng chút đau đớn. Ta quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi là chiến hữu của ta. Mũi tên kia Ai cũng hiểu rõ, nếu như xuất hiện chậm một chút nữa, ra tay chậm một chút nữa. Có thể chỉ cần một mũi tên là có thể xuyên qua trái tim, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Phục Trên cánh tay đoạn phong bất nhị không còn sức lực chống đỡ, thân thể nặng nề ngã vào trong nước buồn, văng lên một hoa nước buồn thật lớn. Trên mặt trước sau vẫn mỉm cười, trong miệng lầm bầm. Lão tử, có thể giao sống chết của mình cho chiến hữu, lão gia ở trên cao có nhìn thấy được không? Thiết khắc bác ở trong nước buồn, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn phi đao ở trên cây cách đó không xa vẫn đang rung rẩy, nhìn thân thể ni lạp tuy rằng đã ngã xuống, máu tươi từ cổ vẫn không ngừng phun lên. Một đao kinh diễm. Thiết khắc chưa từng thấy qua, trên đời này lại có người có thể sử dụng phi đao thần kỳ như vậy. Chỉ dựa vào một phi đao dài hơn ngón tay giữa một chút, không ngờ giết chết một ni lạp đã mở ra lực lượng huyết mạch cự ma, có nhị cấp tầng 2 có vài chiến sĩ huyết mạch có thể dựa vào năng lực đặc biệt của mình. Hơn nữa tốc độ đấu khí xoay tròn cao hơn cường giả cùng đẳng cấp, lại thêm đấu kỹ có uy lực cường đại tiến hành chiến đấu vượt cấp, cũng không như người kia, đồng thủ giết chết ba đối thủ, mỗi người đều vượt qua cảnh giới của hắn. Hơn nữa, một quyền kia, thiết khắc nghe đặc biệt rõ ràng, nắm đấm của Ni Lạp thật trắng chắc đập vào ngực càng kinh. Mang lực và đấu khí của huyết mạch cự ma bạo phát, trong 10 đại huyết mạch ma vũ sĩ tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù mình mở ra huyết mạch thiên sứ đọa lạc bị đập trúng ngực, toàn bộ xương ngực vỡ cũng chỉ là vết thương nhẹ, có chính phần khả năng trúng thêm một quyền kia, sẽ lập tức chết tại chỗ. Một chiến sĩ kia chỉ có phản ứng đỏ mặt, người không sao lại đứng lên, giống như người vừa cho hắn một quyền không phải là huyết mạch cự mai nhìn dai nhị tầng, mà là một đứa bé đánh vào ngực hắn một quyền. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? làm sao có thể như vậy được rốt cuộc hắn tu luyện đấu kỹ đặc biệt kinh người gì vậy thiết khắc không thể tin được đi lập chết cũng không thể tin được trong hai mắt mở to đầy chấn động không giải thích được kinh khủng bình thường có thể một quyền dễ dàng tiêu diệt chiến sĩ hàng ma cửu chiến nhưng nhân loại lại không phải là chiến sĩ huyết mạch không ngờ chỉ dùng một mũi tên một đao một phi đao đã cướp đi tính mạng của mình mưa lớn không ngừng từ trên trời trút xuống càng kinh bước từng bước tới trước mặt đoạn phong bất nhị đưa tay nắm lấy cánh tay hắn dùng vai đỡ hắn đứng lên tiếp đó lại tới trước mặt phần đồ cuồng ca đã hôn mê cũng đưa một vai khác đỡ hắn lên cuối cùng đi tới trước mặt thiết khắc tên con lai đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch thiên sứ đọa lạc cho đến giờ phút này càng kinh có thể xác định thiết khắc cũng không phải hoàn toàn là nhân loại cũng không phải thật sự là ma tộc hắn là kết quả con cháu của ma tộc và nhân loại con lai mặc dù chiến tranh giữa Hoàng Triều Chân Sách và Vương Triều Lộ Tây Pháp chẳng bao giờ dừng, nhưng cũng không thể tránh được trường hợp ma tộc và nhân loại kết hợp với nhau. Ngược lại, cũng bởi vì hai bên chiến tranh đã từng thúc đẩy rất nhiều ma tộc cùng nhân loại sinh ra con lai. Chỉ là theo thời gian trôi qua, loại con lai này càng ngày càng ít. Càng kinh còn nhớ rõ, chính vì hai bên muốn mau chóng đánh bại đối phương, nghĩ ra cách mượn huyết mạch, ở trên chiến trường bắt sống chiến sĩ huyết mạch, lập tức đưa trở về tiến hành mượn giống, hy vọng có thể sinh ra được con lai, kế thừa được lực lượng huyết mạch của đối phương. Không biết có phải do giữa nhân loại và ma tộc trốt cuộc có điều gì đó quái là cản trở hay không, hai bên kết hợp có thể sinh ra hậu đại, nhưng chưa bao giờ có người nào có thể đủ chân chính thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, con lai giữa nhân loại cùng ma tộc vì chiến tranh khiến sự thù hận sâu sắc, đã rất hiếm khi xuất hiện. Con cháu của nhân loại và ma tộc kết hợp không phải không cách nào thức tỉnh lực lượng huyết mạch sao? Càng kinh nhìn thiết khắc ở trên mặt đất, xương sau lưng không biết đã gãy từ lúc nào, vẫn còn giữ thần trí thanh tĩnh. Ngươi có thể đứng lên không? Thiết khắc bác ở trên mặt đất thoáng dơ hai cánh tay ra, muốn chống xuống đất mặt đứng lên. Phía sau lưng đau đớn giống như có mấy trăm cây đao cắm xuống, cột sống mặc dù không gãy, nhưng xương ở hai bên trái phải của cột sống dưới một đòn nghiêm trọng của ni lạp, gần như không một cái xương nào lạnh lặng. Quá đau đớn, thiết khắc há miệng, hít một hơi thật sâu. Thân thể lại nằm xuống bùng nhão, đôi đẹp môi dính đầy bùn. Càng kình nhìn thiết khắc bị thương vẫn không chịu nhận giúp đỡ. Người con lai giữa ma tộc cùng nhân tộc, cho dù trọng thương lộ vẻ đau đớn, vẫn vô cùng anh tuấn. Xem ra, ngươi đã quá sức. Càng kình ngồi sổng xuống nhìn đoạn phong bất nhị bên cạnh nói. Phụ một tay. Thiết khắc bác ở trong nước bùng không nhìn cánh tay đoạn phong bất nhị đưa ra, lạnh lùng nhìn càng kinh hỏi vì sao lại muốn cứu ta càng kinh nhìn vẻ mặt thiết khắc thâm trầm không thể không thừa nhận người con lai có lực lượng huyết mạch thiên sứ đọa lạc này quả thật có vốn để chơi đùa nếu bị các nữ hài nhìn thấy không biết sẽ có bao nhiêu nữ hài bị hắn quyến rũ tới chết mê chết mệt bởi vì ám bộ muốn giết chết ngươi đoạn phong bất nhị lại đưa cánh tay về phía trước chúng ta chỉ muốn phá hỏng chuyện của ám bộ Người may mắn chính là chuyện bọn chúng muốn làm, không hơn. Thiết khắc bác ở trong nước buồn vẫn không đưa tay ra, giống như không nhìn thấy cánh tay đoạn phong bất nhị đưa ra. Trong đôi mắt đẹp công dài lộ vẻ cảnh giác và nghi ngờ. Khóe môi dần dần lộ ra nụ cười lạnh. Nếu như ta không phải là ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa lạc, các ngươi giết chết đám chó ám bộ này, thấy ta bị thương nặng như vậy, còn có thể quan tâm tới sự sống chết của ta sao? Ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa lạc cho dù chỉ mới thức tỉnh sơ cấp cho dù cả đời này chỉ có thể đạt tới thức tỉnh sơ cấp vẫn là chiến lược không thể bỏ qua thiết khắc biết giá trị của mình trong đôi mắt đẹp bắt đầu lộ ra vẻ lạnh lùng nói không nên lời huyết mạch thiên sứ đọa lạc đã tính là gì đoạn phong bất nhị cười nhạt cánh tay đưa ra dứt khoát thu về ngay cả lưng đang cúi xuống chợt đứng thẳng chúng ta lẻn vào ma tộc nhìn thấy ngươi trước biết ngươi là thứ gì muốn chết không ai ngăn cả ngươi trong đôi mắt lạnh lùng của thiết khắc lạnh lùng của lộ vẻ lưu tâm, chợt nghe đoạn phong bất nhị nói thêm. Càng kinh, chúng ta đi, đi nhanh một chút. Đầu ám bộ nhị tinh đã chém, cầm lấy chứng minh thân phận của hắn, trở lại báo cáo kết quả công việc là được rồi. Càng kinh nhìn thiết khắc chậm rãi cuối người xuống. Đi theo ta đi, ngươi bây giờ bị thương căn bản không cách nào một mình rời khỏi đây. Nếu như ngươi còn có mục tiêu để tiếp tục sống tiếp, vậy không nên từ chối sự giúp đỡ của ta. Mục tiêu sống Trong ánh mắt lạnh lùng của thiết khắc có chút ánh sáng khác thường Khóe môi khẽ có giật mấy cái Cầm hơi ngẩng lên để mưa dội xuống Rửa sạch bùn đất dính trên mặt Mái tóc dài màu đen cùng nước mưa dán lên trên gương mặt Lộ ra một vẻ đẹp có thể nói là quyến rũ nhìn càng kinh Đẹp Càng kinh nhìn người con lai có huyết mạch thiên sứ đọa là khiếm thấy trên đời này Lại tuyệt mỹ, khẽ gật đầu, miệng thản nhiên nói Người sống bởi vì có mục tiêu cuộc sống có mục tiêu mới có ý nghĩa. Nếu như ngươi đã không có mục tiêu, như vậy tiếp tục ở lại trong đám buồn này chờ tới khi tính mạng biến mất. Có, ta có. Gương mặt tuyệt mỹ của thiết khắc lộ vẻ giữ tận căm phẫn. Ta còn muốn giết một ma. Càng kinh thoáng nhìn về phía đoạn phong bất nhị bên cạnh, ném qua một ánh mắt. Ai? Ai cho ngươi là chiến hữu của ta? Đoạn phong bất nhị lại chậm rãi nói. Thiết khắc vẫn không để ý, khuôn mặt tuyệt mỹ có thể khiến vô số nữ nhân tự ti nhìn càng kinh thản nhiên nói. Ni lạp, dết đức đức la. Đức đức la. Càng kinh mặt nhăn mày nhíu. Chẳng lẽ là đồ đệ của con lai này? Ngươi dết ni lạp. Thiết khắc kiên định lại chậm rãi nói. Ta cảm kích ngươi. Càng kinh ngửa đầu nhìn bầu trời vẫn còn mưa to. Cảm kích ta cũng nên nhanh đi thôi. Hiện tại mưa xối xả còn có thể giấu được hành tung của chúng ta đợi mưa tạnh, với tình trạng các ngươi hiện tại. Chạy cũng chạy không được. Ta nghĩ, ám bộ hẳn không chỉ có mấy người này tới. Ta nghe nói ngay cả ám bộ thất tinh cũng đã xuất động. Một nhị tinh đã như vậy, thất tinh. Càng kinh khẽ lắc đầu, mái tóc đen bắn ra những giọt nước. Ta lúc tới vẫn quá xem nhẹ ám bộ thất tinh. Thiết khắc không cự tuyệt bàn tay của đoạn phong bất nhị nữa. Hắn nhịn đau nhíu mày một chút đứng lên. Xương gãy phía sau lưng khiến mỗi khi di chuyển một chút lại khiến hắn muốn la lớn. Nhưng thứ nhất, kêu lên có thể sẽ khiến người chú ý, thứ hai, hai người khác trọng thương chưa từng kêu, mình sao có thể kêu được. Không có thất tinh. Lúc Thiết Khắc nói chuyện, đau đớn khiến hắn cắn răng hít một hơi thật sâu. Ở đây không có thất tinh, nhưng còn có một tam tinh. Tam tinh. Càng kinh tự hỏi, nhưng vẫn bỏ qua mê hoặc mai phục giết ma rất lớn này nghe đồn trên lệch thực lực ám bộ cách nhau một tin lại rất lớn. Hắn giết chết nhị tinh đã phải nhờ bạn đồng hành hỗ trợ thu hút sự chú ý, nếu có một tam tinh trở lại, hai người này cộng với một nửa ma vẫn không chắc có thể giữ được nửa mạng hoàn chỉnh. Các ngươi dự định đối xử với ta thế nào? Bước chân thiết khắc lão đảo kéo đi trong nước buồn, trong ánh mắt vẫn không thiếu thận trọng và nghi hoặc. Trong mắt hoàng triều chân sách, con lai có thể không được coi trọng, nhưng con lai này lại bị ám bộ truy sát bản thân điều này đã có giá trị rất cao. Nếu như con lai lại là ma vũ sĩ huyết mạch, cũng đủ khiến hoàng triều chân sách có hứng thú rất lớn. Nếu ma vũ sĩ huyết mạch này còn là huyết mạch thiên sứ đọa lạc hoàng tộc ma tộc, rốt cuộc sẽ khiến bọn họ hứng thú lớn tới mức nào? Sợ rằng, điều này chỉ có vị thần ngủ say trên tinh không trong truyền thuyết mới có thể biết được. Nếu như ngươi chết, càng kinh liếc nhìn thiết khắc, ta có thể có thể sẽ đưa ngươi cho hoàng triều chân sách cho dù người chết nếu là con lai nắm giữ huyết mạch ma vũ sĩ thiên sức đọa lạc hoàng tộc ma tộc vẫn là công trạng rất lớn thiết khắc không bất ngờ cười nhạt dưới cơn mưa xối xả thậm chí càng thêm yêu mị nếu không phải vừa rồi chiến đấu kịch liệt khiến y phục của hắn tơi tả càng kinh bất ngờ thấy được thứ tượng trưng nam tính ở hạ thân của hắn thật sự sẽ cho rằng con lai này là một nữ giả nam trang nhưng vấn đề là ngươi còn sống càng kinh khe khẽ thở dài giao ngươi cho hoàng triều ta thật sự rất khó tưởng tượng ngươi sẽ bị đám dược sư thần bí vừa hiếm có lại điên cuồng thậm chí có thể nói là đầu có vấn đề nghiên cứu như thế nào thân thể thiết khắc thoáng rùng mình một cái hắn không phải rùng mình vì cảm giác đau đớn phía sau lưng mà theo bản năng kiên kỵ đối với dược sư thần bí trong nhiều năm chiến tranh chiến sĩ huyết mạch dị tộc cho dù là thi thể ở trong mắt dược sư thần bí đều cũng có giá trị tồn tại rất lớn tuy rằng nhiều năm như vậy Dược sư thần bí nghiên cứu về chiến sĩ huyết mạch dị tộc trước sau không có một chút đột phá nào, thậm chí có thể nói là ngay cả chút manh mối cũng không có, nhưng điều này cũng không cản trở cái đầu điên cuồng của bọn họ nhanh chóng vận chuyển. Tuy rằng chưa từng thấy tận mắt nhìn thấy các dược sư thần bí biến thái thế nào, nhưng thiết khắc đã từng thấy một thành viên sát thủ máu lạnh của ám bộ, sau khi cùng một dược sư thần bí ma tộc nghiên cứu thi thể chiến sĩ huyết mạch hoàng triều chân sách xong, sắc mặt tái nhật ngồi sổng một góc tường nôn đủ một giờ ám bộ, ở ma tộc có rất nhiều danh từ thay thế, một trong số đó là không có ma tính. Dùng cách nói của nhân loại chính là một đám hoàn toàn không có nhân tính, đồ tể máu lạnh giết nhân ma mà thôi. Mỗi thành viên ám bộ để sống sót trong tỷ lệ đào thải cao như vậy, bọn họ phải đạp thi thể bạn đồng hành, cầm theo đầu bạn đồng hành, thường thấy cảnh tượng phần còn lại của chân tay đã bị chém cục bầm máu đen. Thậm chí rất nhiều ma đều liên tục ngủ trong thời gian rất lâu ở chỗ các thi thể bọn họ thậm chí có thể nói đã sớm coi thường tất cả mọi thứ trên thế gian lại chỉ vì một lần nghiên cứu của dược sư thần bí nôn suốt một giờ cuối cùng ma tộc kia vốn có làn da đỏ sậm lại có thể nôn tới mức sắc mặt trắng như tờ giấy điều gì khiến hắn nôn tới mức như vậy ta rất hy vọng mình có tiền đồ rộng lớn ta cũng rất hy vọng có thể sớm khiến người thân của ta có thể đứng thẳng lưng nhưng trên mặt càng kình lộ vẻ bất đắc dĩ nói không nên lời Ta không qua được cửa ải này của mình. Ta thậm chí muốn một đao chém chết ngươi, sau đó mang thi thể của ngươi về giao cho hoàng triều chân sách. Nhưng ngươi còn sống, ta làm không được. Mẹ nó. Có thể loại tính cách này của ta không phải là người làm chuyện lớn. Trong sách nói làm kiêu hùng, dụng tâm phải đủ ngoan độc, thủ đoạn đủ cứng rắn. Vì đạt được mục đích, giết một vạn người không nháy mắt, ngay cả người thân cũng có thể giết. Ta lại thiết khắc quay đầu lại, lẳng lặng nhìn càng kinh, chợt phát hiện có mình có phần không hiểu được người mới vừa quen không lâu này. Trong lúc chém giết ni lạp, phán đoán quả quyết như vậy, ra tay sắm xét, sát phạt hung bạo. Tất cả đều giống như là kẻ tàn sát vạn người, cũng tuyệt đối không chớp mắt. Trong nháy mắt phát ra sát khí. Nếu như không phải sát khí này kinh người, có thể phản ứng phán đoán của Ni Lạp còn nhanh hơn. Nếu vậy, có lẽ hắn đã không chết. Người như vậy không ngờ lại không nhẫn tâm. Càng kinh bị thiết khắc nhìn với vẻ nghi hoặc, đi tới hơn 10 bước, cuối cùng không thể chịu được một năm tính tuyệt mỹ cùng tuổi như vậy tiếp tục nhìn mình chăm chăm. Ta nói. Càng kinh thở dài. Ngươi đừng nhìn ta chầm chầm như thế. Nếu như ngươi cứ cảm thấy kỳ quái, vậy coi như con người ta không thích chuyện phá hủy cái đẹp. Vẻ đẹp của ngươi khiến ta không đành lòng đưa ngươi đến hoàng triều chân sách đi. Ta sợ đưa ngươi đi, không chỉ dược sư thần bí có hứng thú đối với ngươi, vạn nhất nam nhân hoàng gia cũng có hứng thú đối với ngươi thì phải làm sao? Đúng vậy. Chiến hữu, lòng dạ ngươi quá lương thiện. Đoạn phong bất nhị tiếp lời, cố ý làm ra vẻ lo lắng, trả thù chuyện lần đầu tiên mình đưa tay ra lại thiết khắc từ chối sự giúp đỡ. Ta đã từng nghe không ít người hát trong kể về chuyện của Hoàng Triều. Nghe nói rất nhiều nam nhân hoàng gia cũng thích nam nhân. Bộ dạng ngươi tuyệt mỹ như vậy, dâng lên khẳng định sẽ rất được hoan nghênh khuôn mặt tuấn mỹ của thiết khắc đang tái đi vì mất máu, trong nháy mắt biến thành trắng bệch. Càng kinh nhìn vẻ mặt dường như rất thành thật của đoạn phong bất nhị lắc đầu thở dài. Lần này sợ rằng thật sự đã dọa được thiết khắc. Chỉ có điều hoàng thất hoàng triều chân sách vẫn tính là trong sạch. Loại lời đồn này phần lớn là do đám người hát trong muốn kiếm tiền, cố ý dựng chuyện. Lại nói, càng kinh, chúng ta đi về hướng nào? Rời khỏi lãnh địa ma tộc. Hiện tại dừng lại trị thương, bị ám bộ gặp được nhất định sẽ chết. Cố gắng chịu đựng. Phải chịu đựng tới khi rời khỏi lãnh địa Vương Triều Lộ Tây Pháp. Đến tái ngoại, cơ hội sống sót lớn hơn. Nói là nói như vậy, chỉ có điều ta thật sự rất đau. Trở lại Hoàng Triều chân sách, ngươi nhất định phải cho rèn lại thương bất nhị cho ta. Bây giờ ta mới biết đấu khí đấu binh nghịch đạo còn có hiệu quả lớn như vậy. Được. Nói đi, ngươi luyện phi đao này thế nào? Ta còn không thấy rõ. Ni lạp đã bị người giết chết kỹ thuật này có thể mạnh hơn kỹ thuật ném đau của mấy ám bộ rất nhiều bị thương nặng như vậy ngươi còn có thể nói như vậy sao càng kình im lặng liên tục lắc đầu xem ra huyết mạch cự ma ni lạp đánh hắn còn chưa đủ nặng tay dưới cơn mưa lớn chiến trường đổ nát bốn gã chiến sĩ trẻ tuổi chậm rãi biến mất trong màn mưa những lời đề nghị của đoàn phong bất nhị thỉnh thoảng vang lên cũng dần dần xa dần mưa không ngừng hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi suốt cả đêm sau một ngày đến buổi tối nó vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại trời mưa xuống quá nhiều nhiệt độ cũng không ngừng giảm xuống đám ma tộc tại biên giới gần như đều trốn trong quân doanh có ma tộc bối lợi á thậm chí dứt khoát chui vào trong chăn hoặc đốt thang trong chậu ngồi xung quanh sưởi ấm trên đài cao binh sĩ ma tộc bối lợi á khoanh hai cánh tay trước ngực đi tới đi lui trên đài cao không lớn lắm hy vọng có thể làm cho mình bất lạnh trong miệng hắn thỉnh thoảng oán giận nói Thời tiết đáng ghét này Mới vừa vào trời thu Sao lại có trận mưa lớn như vậy Sao lại lạnh như vậy Sắp đông chết ma rồi Thật muốn về sớm ngủ một chút Trong cơn mưa xối xả Một chiếc xe ngựa chậm rãi di chuyển Trên con đường lầy lội Tới biên giới ma tộc thì ngừng lại Ma tộc bối lợi á từ trên đài thò đầu ra Nhìn xe ngựa thương nhân đứng ở chỗ đồn biên phòng, hung hăng phun một bãi nước bọt, rụt cổ chống lại gió lạnh hai tay kẹp ở ở dưới nách chậm rãi đi xuống oán giận thời tiết thế này còn ra ngoài buôn bán thương nhân hoàng triều chân sách đều là người điên từ đâu tới giọng điệu ma tộc bối lợi á không vui tính tình có chút hấp tấp đi về phía sau ngựa xe chở hàng hắn đồng thời rút trường thương đang kẹp ở dưới nách ra đâm vào túi buộc hàng trong màn mưa xối xả một thỏi vàng được đưa tới trước mặt ma tộc bối lợi á mũi thương đang đâm xuống vì kinh ngạc dừng ở trong không trung. Hai con mắt hắn mở to lộ vẻ tham lam nhìn chầm chầm vào thỏi vàng, cổ họng không ngừng nuốt nước miếng. Trong lúc nhất thời, hắn quên mất mệnh lệnh của cấp trên mới chuyển xuống ngày hôm qua, yêu cầu phải kiểm tra cẩn thận đối với bất kỳ người, vật, thương đội nào đi qua trạm kiểm soát. Càng kinh bắt trước nụ cười hòa khí sinh tại của lương mập, hai tay dân một thỏi vàng rất cung kính nhìn ma tộc bối lợi Á, luôn đề phòng phản ứng tiếp theo của ma tộc này. Nếu như hắn thu thỏi vàng cho đi thì thôi, nếu không sợ rằng thật sự phải đánh bất ngờ cứng rắn qua cửa ải. Giết một ma tộc này không khó, chỉ sợ nếu chẳng may kinh động tới ma tộc khác. Ở đây có hơn một nghìn ma tộc đóng quân, đau thương cung tiễn cùng tiến lên, cho dù là phong vân kim thân hạng ma cửu chiến hộ thể, cũng sẽ bị biến thành con nhím hoặc tổ ong vào vẽ. Cho dù mình có thể trốn được, nhưng ba gã nằm ở rơm rạ kia tất nhiên là trốn không thoát. Vàng thỏi một thỏi vàng hoàn chỉnh bằng 100 kim tệ. Ma tộc bối lợi ái nhìn thỏi vàng, hơi thở trở nên gấp gáp. 100 kim tệ. Tham gia quân ngũ, phải mất bao lâu mới có thể lấy được nhiều kim tệ như vậy? Tướng quân, trời mưa lớn như vậy, ngài còn phải đích thân ở đây tra xét, cho các thủ hạ ma binh nghĩ. Ngài yêu quý thủ hạ như vậy, thực sự khiến ta cảm động. Trên mặt càng kinh cười, trong miệng nói, trên người nổi da gà lời khen tặng như vậy mình cũng nói ra được, cho dù La Mập nghe thấy cũng sẽ kính nể mình chứ. Tướng quân Ma tộc bối lợi á sửng sốt, trên mặt liền hiện ra nụ cười vui vẻ. Càng nghe càng kịnh nói, hắn càng hài lòng, cầm không khỏi hất lên, trong miệng giống như tùy ý đáp ứng vài câu. Ngươi cũng không tệ lắm, mưa lớn như vậy còn lên đường. Kiếm chút kim tệ, kiếm chút kim tệ, đủ để sống tạm qua ngày thôi. Vẫn là tướng quân khổ cực. Càng kinh nhỏ giọng cười làm lành, mắt âm thầm quan sát xung quanh. Hắn rất sợ lúc này lại đột nhiên có ma tộc nào đó đi tới. Tuy nói ma tộc bối lợi á nổi tiếng lười biếng, nhưng nếu chẳng may có người nào vừa rồi uống nhiều, đi ra đi tiểu thì làm sao bây giờ? Ma tộc bối lợi á cười tiếp nhận thỏi vàng. Nghe càng kinh trái một câu tướng quân, phải lại một câu tướng quân, toàn thân sảng khoái tới mức lỗ lông chân dường như cũng muốn mở ra. Trong lúc nhất thời hắn quên đi cơn mưa xối xả trút vào người buốt lạnh. Hắn càng nhìn càng kinh càng cảm thấy thuận mắt. Hắn quan tâm hỏi. Trên xe chở hàng gì thế? Một chút trường hà quả của vương triều lộ Tây Pháp chúng ta thôi. Ngài biết đấy. Loại trái này tới bên kia có thể bán được giá không tồi. Đề phòng trong lòng càng kình không giảm mà còn tăng lên. Trường hà quả. Ma tộc bối lợi á gật đầu cười. Là đồ tốt. Quả này chỉ vương triều lộ Tây Pháp vĩ đại chúng ta mới có. Không sai, không sai. Trên mặt càng kinh cười làm lành, trong lòng có chút sốt ruột. Cho nên không có thời gian, nếu không bấy nát sẽ phải bồi thường. Ma tộc bối lợi á mỉm cười. Trường hà quả bán bên hoàng triều chân sách kia quả thực có thể kiếm được kim tệ, nhưng chỉ bằng một xe hàng hóa này kiếm 100 kim tệ sao? Cho dù là kẻ ngốc cũng sẽ không tin. Càng kinh nhìn ma tộc bối lợi á binh, lại thoáng không lưng làm ra vẻ cung kính âm thầm chuẩn bị nhanh chóng thủ đoạn trong chớp mắt chỉ cần đối phương vừa có điểm gì không đúng lập tức ra tay giết chết sau đó toàn lực xông qua ải một thỏi vàng ngón tay thô ráp của binh sĩ ma tộc bối lợi á vuốt lên vuốt xuống thỏi vàng nếu như tiếp tục cố ý kiểm tra hàng hóa trên xe này như vậy thật sự tra ra chút gì đó hơn phân nửa công lao sẽ bị người phía trên nhận có thể cầm vào tay máy kim tệ đã là may mắn nếu như thả bọn họ qua chính là 100 kim tệ. Mấy kim tệ và 100 kim tệ nên chọn bên nào? Ma tộc bối lợi á binh nở nụ cười. Đúng vậy, trái này không thể để lâu, vẫn nhanh chóng lên đường thì tốt hơn. Hiện tại ta cho ngươi đi qua trạm kiểm soát. Lo lắng trong lòng càng kịnh giảm xuống phân nữa. Hắn chậm rãi cho xe ngựa đi qua trạm kiểm soát. Binh sĩ ma tộc bối lợi á ở trạm kiểm soát cất thỏi vào vàng trong người, lại giơ tay thật cao nhỏ giọng nói ở tái ngoại có rất nhiều mã tặc ngươi cũng phải cẩn thận một chút sau này nếu như vẫn buôn bán nhớ đi qua trạm kiểm soát này ta có thể bảo đảm hàng của ngươi ra vào an toàn càng kình vội vàng quay đầu lại được tướng quân không biết tướng quân xưng hô như thế nào ta băng băng tuyết đại ma tộc bối lợi á tự hào hét lớn tên của mình trong ngực thoáng cứng lên ta nhớ tướng quân rồi. Càng kình xoay người lên xe ngựa cười. Bắn. Bộ tộc bối lợi Á quả thật có một dòng họ như thế, chỉ có điều đây là một dòng họ bình thường. Ở ma tộc bối lợi Á rốt cuộc là dòng họ cấp thấp nhất. Xem ra vừa nãy gọi vài tiếng tướng quân cũng có chút tác dụng. Băng tuyết đại mở miệng hà hơi lên thỏi vàng, sử dụng ống tay áo chà qua thỏi vàng, lại cẩn thận đặt ở trong người, cười thỏa mãn đi trở về đại quan sát. Liên tục có tiếng móng ngựa đạp lên bùn, bắn lên vô số bọc nước, giống như những tiếng sấm vang lên giữa cơn mưa lớn. Băng Tuyết Đại Vội vàng giơ hai tay đặt ở trên mắt nhìn ra xa. Hơi lạnh qua kẻ răng ố vàng của hắn hít vào ít hầu, thất thanh kêu lên. Hắc Phong, là Hắc Phong. Trên chiến mã màu đen, từng tên mã tạc đều mặc giáp trụ màu đen phi nhanh trong mưa lớn. Lá cờ đoàn ma tặc đã sớm bị nước mưa làm ướt đẫm, nhưng vẫn đón gió bay phấp phới những hạt mưa dày đặc cũng không che giấu hai chữ hắc phong đầy khí phách. Mười đoàn mã tặc lớn tái ngoại không chỉ nổi danh ở giải đất hỗn loạn này, cho dù ở bên trong quân đội ở biên giới vương triều lộ Tây Pháp và hoàng triều chân sách cũng rất nổi danh. Mưa rơi càng dày đặc, thị lực của băng tuyết đại đã không cách nào thấy rõ được tình hình trong cơn mưa xối xả này. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Vẻ mặt có sự ưu thương hiếm thấy. Hắn đưa tay sờ thỏi vàng trong ngực, lại lắc đầu thở dài. Ai, xem ra không còn cơ hội nhận được vàng thỏi nữa rồi. Hắc Phong có tiếng là đoàn mã tặc không để lại bất kỳ người sống nào. Hắc Phong. Càng kình ngồi trên xe ngựa, nhìn thấy gần 10 thành viên của đoàn mã tặc Hắc Phong rất nhanh đã tới gần hát, lông mày nhíu lại có phần bất ngờ và nghi hoặc. Không ngờ những người này là tiểu đội của hoa viêm bất kiến kia. Nguyễn giáp màu đen dưới cơn mưa to, càng dáng sát thân thể nóng bỏng không cách nào so sánh được của cổ nguyệt gia anh đôi chân thon dài kẹp chặt hai bên chiến mã trên mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ kim loại màu đen chiến mã dừng lại nôn nóng đảo quanh trên mặt đất bắn lên vô số nước buồn sau chiếc mặt nạ kim loại màu đen hoa viêm bất kiến đôi mắt tuyệt đẹp hiện lên ý cười nàng thân thiện nói ai da trùng hợp như vậy sao chúng ta lại gặp mặt càng kình ngồi trên xe ngựa trong tay nắm dây cương lẳng lặng nhìn hoa viêm bất kiến, âm thầm tự hỏi những người này hẳn không phải trùng hợp đi qua đây. Tuy vương triều lộ Tây Pháp không phái quân đội tiến vào nơi tái ngoại hỗn loạn này để thảo phạt đoàn mã tặc hắc phong, nhưng tuyệt đối sẽ không để yên cho đám mã tặc dám tới gần biên giới đế quốc. Ta nghe nói, ám bộ chết một ám bộ nhị tinh, còn có ba thành viên ám bộ, có phải do các ngươi làm hay không? Giọng nói thanh thúy của hoa viêm bất kiến lẫn trong tiếng mưa lớn, vẫn rất rõ ràng những người khác đâu bị thương sao ta nghe nói có ám bộ thăm dò hiện trường nói người tập kích ám bộ hẳn cũng bị thương nặng càng kinh lại càng nhận thức sâu hơn về ám bộ ban đầu hắn cho rằng thành viên của bọn họ bị người giết chết nội bộ sẽ xem đó là một chuyện rất mất mặt sẽ che giấu chứ không tuyên truyền ra ngoài phái ra thành viên đuổi bắt mà thôi thật không nghĩ tới bọn họ không ngờ không e dè truyền chuyện này ra ngoài thực sự hoàn toàn chỉ theo đuổi hoàn toàn bỏ qua e ngại đối với mặt mũi tổ chức đặc biệt của ma tộc biết không ám bộ đưa ra giá rất cao muốn mua đầu kẻ tập kích bàn tay trắng nõn của hoa viêm bất kiến đưa tay lên chiếc mặt nạ kim loại che miệng vừa cười vừa nói hiện tại rất nhiều mã tặc đều ở đây truy tìm kẻ tập kích ta vừa nghĩ đã cảm thấy chắc hẳn do các ngươi làm cho nên cố ý dẫn người ở chỗ này chờ các ngươi sau đó thì sao càng kinh tùy ý rướn mí mắt lên trên mặt hoàn toàn không có vẻ gì khẩn trương sau đó hoa viêm bất kiến lại vui vẻ nở nụ cười ngươi không sợ sao hiện tại dưới đống rơm ẩm ướt là bạn đồng hành của ngươi có thể ngươi cho rằng dựa vào năng lực của ngươi có thể chạy thoát nhưng ngươi có thể dẫn theo bọn họ cùng chạy thoát sao sợ tại sao phải sợ trên gương mặt bình tĩnh của càng kình cuối cùng thành công hiện ra vô số nghi hoặc ta chỉ không rõ nếu như nàng không phải tới bắt ta tại sao lại xuất hiện ở đây lẽ nào chỉ để thông báo cho ta biết tin tức này nhưng ta càng không nghĩ ra tại sao nàng lại muốn thao báo tin tức này cho ta nàng muốn nhận được gì từ chỗ của ta không nghĩ ra ta cho ngươi biết đội trưởng chúng ta coi trọng ngươi đội trưởng chúng ta đương nhiên là muốn chờ ngươi đoàn mã tặc không chút kiên kỵ kêu gào càng kinh tự nhận da mặt mình rất dày nhưng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ những mã tặc này thật đúng là cái gì cũng dám nói. Các ngươi còn nói lung tung nữa, cẩn thận lão nương xé nát miệng các ngươi. Rút lưỡi các ngươi. Hoa viêm bất kiến quay đầu lại, trong ánh mắt có thêm vài phần giả vờ tức giận, roi ngựa ở trong tay vung vẩy cũng không cho nàng có thêm bao nhiêu khí thế, trái lại càng khiến khí thế giảm đi. Lão nương sẽ thích loại gia hỏa còn chưa đủ lông đủ cánh này sao? Khụ. Càng kịnh ho khang một tiếng, chuyện liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân, hắn vẫn phải tranh một chuyến. Hoa viêm cô nương, ta phải nói cho cô nương biết, kỳ thực lông ta đủ dài. Đoàn mã tặc chật yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa lớn rơi xuống mặt đất. Hoa viêm bất kiến đang dơ cao roi ngựa lên cũng cứng đờ tại chỗ, thật giống như bị ma pháp hóa đá đánh trúng. Trong nháy mắt, trong đoàn mã tặc phát ra những tiếng cười huyên náo. Không thiếu mã tặc dứt khoát ghé vào trên lưng ngựa, nắm tay liên tục đánh vào yên ngựa đội trưởng nghe được không lông người ta đủ dài đội trưởng có thể lên đúng vậy đội trưởng lông đủ dài ngài có thể hạ thủ các ngươi hoa viêm bất kiến đánh roi vào trong không trung vang lên một tiếng giòn các ngươi thật sự ngứa da các mã tặc vẫn cười nhưng không ai tiếp tục trêu chọc hoa viêm bất kiến nữa chỉ là không ngừng cười thôi hoa viêm bất kiến oán hận trừng mắt với càng kình một cái ta tới muốn nói cho ngươi biết mấy người các ngươi trong tình trạng hiện tại nhất định không đi ra nổi nơi hỗn loạn này những tên khốn kiếp kia bình thường ở trong trại ngủ chờ chết hiện tại đều giống như phát điên tìm kiếm các ngươi khắp nơi cái này càng kinh quay đầu nhìn trạm kiểm soát ma tộc phía sau lưng chẳng lẽ muốn ta trở lại sợ rằng bên trong ma tộc càng kiểm tra nghiêm mật hơn bên ngoài trở lại hoa viêm bất kiến vừa cười vừa nói trở lại ngươi chỉ có thể chết nhanh hơn lần đầu tiên càng kình có chút trầu rỉ. Hiện tại đấu giới chỉ có thể chứa vật chết. Nếu ném bọn họ vào, ma tộc không giết chết bọn họ, ngược lại người chết trong tay mình. Nhưng bây giờ dẫn theo bọn họ sợ rằng thật sự không có cách nào rời khỏi nơi hỗn loạn này. Nếu như chỉ có một mình, dựa vào kinh nghiệm sống ở sơn cốc tứ quý, kinh nghiệm sinh tồn trong dãy núi phía Tây ở thế giới vô tận hắn vẫn nắm chắc cơ hội rời khỏi đây. Có tin ta không? Hoa viêm bất kiến đột nhiên nghiêm túc hỏi một tiếng. Có dám đi theo ta hay không? Càng kinh nở nụ cười. Tổ chức ma tộc ám bộ từ trước tới bây giờ vẫn có thù nhất định phải báo. Lần này bị giết chết ba gã thành viên ám bộ không nói, còn kèm thêm tính mạng một ám bộ nhị tinh. Bị bọn họ bắt được kết quả cuối cùng thê thảm tới mức nào, sợ rằng đã vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường. Hiện nay thoạt nhìn biện pháp duy nhất để ba người sau lưng mình bình an rời khỏi, cũng chỉ có thể theo nữ nhân hoa viêm bất kiến này đánh cược một lần. Nếu không, càng kinh biểu môi nhìn đóng rơm rạ phía sau xe ngựa. Muốn ba người này bình an rời khỏi đây, thực sự quá khó khăn. Đi có gì không dám. Càng kinh đánh xe ngựa đi về phía hoa viêm bất kiến nói. Chỉ có điều, ta thật sự không nghĩ ra, tại sao nàng lại muốn giúp ta. Tiểu tử, ta không phải mới vừa nói. Ôi! Đội trưởng, chúng ta bị đội trưởng tác bay mất một cái răng. Cái răng cửa này của ngươi là răng giả. Hoa viêm bất kiến thu hồi cái roi ngựa thản nhiên nói. Miệng ngươi chẳng có một cái răng nào là thật, bay thì thôi có sao đâu. Ai? Đội trưởng thật sự không thể lấy chồng với. Mã tặc ở trên ngựa lắc đầu thở dài đấm ngực dậm chân, vẻ mặt dường như thống khổ. Ta theo đội trưởng cũng đã lâu ngày, đội trưởng nhìn tiểu bạch. Tiểu hắc. Được rồi, còn cả tiểu đồng một chút. Lục Phúc, nếu như ngươi không muốn răng giả đầy miệng đều bị biến mất, thì nhanh câm miệng lại một chút. Không thấy đội trưởng chính giờ rồi muốn ra tay sao? Ai? Đầu năm nay không thể nói thật. Lục Phúc nằm úp sấp ở trên ngựa vẻ mặt vô cùng đau đớn. Đâu ra nhiều vấn đề như vậy? Hoa viêm bất kiến quay đầu ngựa đi ở phía trước đội ngũ. Không muốn chết hãy thì nhanh một chút cho lão nương. Càng kình đưa tay sờ cầm và gương mặt mình Lại nhìn thiết khắc nằm ở trong đống rơm phía sau Khuôn mặt tuyệt mỹ đến mức nữ nhân còn phải ghen tị Hắn khẽ lắc đầu Chắc không phải thật sự coi trọng ta Sợ có coi trọng cũng phải là tên nằm trong đống cỏ kia Thật không biết tại sao nàng lại muốn giúp ta Nhưng cần gì quan tâm Trước sau đây có nguy cơ như vậy Dẫn theo ba bạn đồng hành trọng thương Thật sự rất khó đi ra khỏi nơi hỗn loạn này Hoa viêm bất kiến cưỡi ngựa đi phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng lại thay đổi phương hướng liên tục giữa nơi tái ngoại trống trải. Nếu như trước mặt có tường gì đó, thoạt nhìn sẽ giống với mê cung. Đây là thông đạo dành riêng cho mã tặc. Lục Phúc giảm tốc độ chiến mã đi tới bên cạnh càng kinh nói. Bình thường, mọi người có thể tùy tiện cướp đoạt ở chỗ này. Nhưng khi gặp phải chuyện lớn, các mã tặc đều có khu vực và đường đi của mình. Điều này cũng đã sớm xác định được đang ở khu vực của ai, gặp ai. Đây là quy củ. Phá vỡ quy củ, nghĩa là chiến tranh. Càng kinh gật đầu biểu thị đã hiểu. Hắn bắt đầu hiểu được vì sao rất nhiều tác phẩm của danh nhân đều nói đọc nhiều sách, cũng không học được nhiều bằng đi khắp đại lục. Mối quan hệ của đám mã tặc này trong sách vở không tìm thấy được. Lần này hắn có thêm kiến thức. Cũng may trong đám mã tặc có quy định cổ quái như vậy, nếu không chỉ sợ ngay cả hoa viêm bất kiến và thủ hạ của nàng cũng không có năng lực dẫn người bình an rời khỏi đó. Mưa vẫn rơi không ngừng. Càng kinh ngước đầu nhìn trời cao. Chẳng lẽ tên mập la lâm này ở trên trời phát hiện ra mình gặp phải khó khăn, tìm một khoản tiền lớn, mua cuộc được thần minh quản lý về mưa sao? Ừ. Tên mập thật sự có khả năng làm được điều đó. Nếu như không có trận mưa lớn này, sợ rằng bọn họ có thể đã sớm bị ma tộc cùng với các mã tặc khác phát hiện ra tái ngoại cũng có núi có nước các mã tặc đồng thời có nhiều điểm dừng chân đoàn ngựa của hoa viêm bất kiến dừng lại cách một con sông không xa bởi vì mưa lớn nước sống không ngừng dâng lên nước sông lao nhanh chảy xiết giống như vạn ngựa lao nhanh trên đồng cỏ tạo ra uy thế đặc biệt của tự nhiên càng kinh thấy nước sông ngăn cản lối đi có chút sững sờ trong đầu hắn chợt nhớ lại một quyền ban đầu của Ni Lạp, ma vũ sĩ huyết mạch cự ma. Không ngờ lại có vài phần tương tự với thế nước sông chảy, nhưng còn xa mới bằng được thế chảy xiết của dòng sông này. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Tiếng kim loại chuyển động ma sát chậm rãi vang lên trong tiếng mưa xối xả và tiếc nước chảy cuồng trào. Mặt đất cách bờ sông không xa chợt có một bên nghiêng đi. Một khoảng đất cực lớn rộng chừng sáu thước nghiêng đi phía dưới nó là tấm thém kim loại đã được thợ rèn đặc biệt gia công xử lý sẽ không bị rỉ không ngờ điểm dừng chân lại ngầm dưới mặt đất càng kình khẽ cười đầu óc của những mã tặc này thực sự quá tốt trong ấn tượng của mọi người thông thường điểm dừng chân của mã tặc chắc là ở trên đỉnh núi hoặc trong hang núi bốn phía đều là hàng rào gỗ lớn vây lại ai có thể nghĩ đến có mã tặc lại dùng điểm dừng chân ở dưới mặt đất chỉ có điều điểm dừng chân ở dưới mặt đất có thể thông gió được không có mùi rất khó ngửi hay không? Xe ngựa chậm rãi di chuyển vào bên trong thông đạo hình thành giống như sườn dốc. Lối vào phía sau lưng lại kéo kẹt chậm rãi đóng lại. Dù lối vào đóng lại, nhưng trong thông đạo không hề u tối. Càng kinh quan sát vách tường khi đi qua, tráng đang nhíu lại dần dần giãn ra. Lối đi nơi này đủ bằng phẳng. Hẳn đây không phải là tiêu chuẩn, trình độ mà các mã tặc có thể xây dựng được. Nó chắc là một di tích tồn tại không biết bao nhiêu năm di tích. Càng kình quan sát thông đạo xung quanh nhiều hơn. Trong kho sách của Càng Gia có rất nhiều ghi chép có liên quan với di tích. Trong lãnh địa của Hoàng Triều Chân Sách, Vương Triều Lộ Tây Pháp và mang tộc phía Bắc đều có không ít di tích. Trong đó có vài di tích đã bị người phát hiện, có vài di tích trước sau lại không bị người nào phát hiện. Có người tìm thấy trong di tích, thi thể người đã chết. Cũng có người tìm thấy được bảo tàng lớn ở trong di tích, trở thành thủ phủ một phương còn có người học được lực lượng cường đại qua những bức vẽ ở trên vách tường di tích mọi người gọi đó là ma phát hoặc là tìm được binh khí tuyệt thế hoặc là trang bị gì đó ban đầu nguyên nhân đoàn người thám hiểm được hình thành chính là để mọi người kết hợp lại với nhau tìm kiếm di tích hy vọng có thể lấy được gì đó từ trong di tích theo thời gian trôi qua lời đồn đại về các di tích càng ngày càng thần kỳ thậm chí có người nói mình nghiên cứu hiểu rõ di tích những người đó cũng không hiểu văn tự trong đó ở trong những di tích không người biết nào không bị phát hiện có thể có loại thuốc thần bí khi người ta nuốt vào sẽ vĩnh viễn không chết trước sau vãn duy trì tuổi thanh xuân thậm chí có người ta nói di tích kỳ thực chính là kết quả do thần linh lưu lại càng kinh không cách nào xác nhận được di tích có thật sự là di vật do thần linh lưu lại hay không nhưng hắn có thể khẳng định một điểm đó chính là trong sách của càng gia bất kỳ di tích nào cũng được ghi lại rất nghiêm túc di tích đúng là một nơi có thể phát sinh ra kỳ tích trong truyền thuyết thánh địa chiến đường chung cực của chiến sĩ bình thường có thể kích thích tiềm lực của chiến sĩ bình thường đến mức tận cùng cũng là lợi ích lấy được từ di tích thậm chí trong dân gian còn có lời đồn ban đầu nơi chiến sĩ huyết mạch xuất hiện kỳ thực chính là lấy được những lực lượng thần bí từ trong di tích càng kinh không biết những lời đồn này là thật hay giả rút cuộc càng gia đối với chiến sĩ huyết mạch càng gia hoặc chiến sĩ huyết mạch khác thế nào cũng không có bất kỳ ghi chép nào chỉ ít trên những tư liệu công khai ra ngoài hoàn toàn không có vào đi hoa viêm bất kiến bỏ vũ khí bên hông ra hai tay đặt ở sau đầu nói còn không gọi bạn đồng hành của ngươi ra ở đây hiện nay đã an toàn các ngươi trước tạm thời ở đây a à. càng kinh ngẩng đầu lên mỉm cười vừa rồi hắn quá chuyên tâm nghĩ về chuyện di tích hiện tại mới phát hiện ở đây hình như không phải là cứ điểm của đoàn mã tặc hát phong xung quanh không có bất kỳ dấu hiệu nào của đoàn mã tặc hắc phong chiến hữu ngươi không thể thấy mỹ nữ thì quên chúng ta đầu đoạn phong bất nhị dính đầu rơm ướt miệng phun phì phì vài tiếng phun cỏ khô dính trên môi ra nếu ngươi không để chúng ta đi ra chắc hẳn chúng ta thật sự sẽ thành vong linh tâm tình càng kình vốn đang khẩn trương hiện tại đã trấn tĩnh trong nụ cười hắn lộ ra sự quể oải Liên tục lắc đầu bội phục tên đoạn phong bất nhị này Trong tình trạng bị thương còn có thể ba hoa như vậy Thật sự không hổ danh là kẻ nói nhảm hiếm thấy Cuối cùng không cần bị chôn ở trong rơm rạ nữa Đoạn phong bất nhị nằm thẳng ở trong đống rơm nhìn lên trên Vui mừng hớn hở nói Thật sự không thoải mái Các ngươi nghỉ ngơi trước Cần gì có thể tới tìm ta Hoa viêm bất kiến ra khỏi phòng lại trở về bên cánh cửa nghiêng đầu nhìn càng kình đang ở trong gian phòng. Ở đây không có dấu hiệu của Hắc Phong, bởi vì nơi này căn bản không phải là điểm dừng chân của Hắc Phong. Nó là điểm dừng chân của riêng tiểu đội ta, không có bất kỳ người nào khác biết. Đợi ngươi đi ra tìm ta một chút. Trong mắt càng kinh thoáng hiểu rõ, đưa tay ông lấy thiết khắc đang ở trong đống rơm thoáng mỉm cười. Nếu như ở đây không phải là điểm dừng chân của Hắc Phong, như vậy độ an toàn của nơi này sẽ tăng cao hơn nhiều. Tiểu đội mã tặc này xem ra quả thực không có ác ý gì. Ở chỗ này dưỡng thương là một lựa chọn tốt. Chiến hữu, ta cũng là nhân sĩ bị thương. Đoạn phong bất nhị nằm ở trong đống rơm, cổ cố ngã về phía sau nhìn càng kinh. Ta cũng muốn có người hỗ trợ di chuyển. Ngươi gì gãy tay, chân lại không sao. Càng kinh đánh thức phần đồ cuồng ca tỉnh dậy, sau đó đi xuống xe ngựa. Mặc dù xương sườn gãy hai cái, ngươi vậy có thể tự mình đi xuống sao? Chiến hữu Đoạn phong bất nhị dùng sức ngồi dậy Tác động với vết thương Hắn đau tới nhe răng trợn mắt Trên mặt vẫn cố ra vẻ rất nghiêm túc Thái độ của ngươi đối với ta lạnh lùng như vậy Trong lòng ta rất đau đớn Rất thương Hiện tại chỉ có thuốc lá mới có thể giảm bớt sự thương tâm của ta Càng kinh quay đầu lại trừng mắt với đoạn phong bất nhị Nếu như ngươi không xuống Chờ tới lúc ta điều chế thuốc Sẽ chuẩn bị một phần thuốc độc cho ngươi câm luôn Ta nhổ vào. Xem như ngươi lợi hại. Đoạn phong bất nhị xuống xe ngựa, thân thể lắc lư, cơ mặt liên tục co giật, đi về phía trước, giống như bị mấy chủy thủ liên tục đâm vào thân thể, lại rút ra, đâm vào. Đau. Thật sự đau. Càng kinh thở dài lắc đầu lại đi tới, kéo một cánh tay của đoạn phong bất nhị, đỡ đến một chiếc giường khác, đặt cho hắn nằm xuống. Chiến hữu. Nói nữa, lập tức hạ độc cho ngươi tâm luôn ta chỉ muốn nói, có thể giúp ta đốt một điếu thuốc thôi. Vẻ mặt đoạn phong bất nhị đầy ủy khuất. Càng kình biểu môi. Nếu như không phải vừa nói muốn hạ độc câm, lời kế tiếp tuyệt đối không phải đơn giản là đốt điếu thuốc. Thôi đi. Căn cứ ghi chép trong bách khoa toàn thư về dược thảo, mùi thuốc lá quả thực cũng có công hiệu giảm đau nhất định. Thoải mái. Mũi đoạn phong bất nhị phun ra hai làn khói nhạt, vẻ mặt hưởng thụ, nhìn hai người bạn đồng hành cũng đang nằm trên giường. Các ngươi có muốn không? Có thể giảm đau một chút. Chỉ có điều trong tay ta cũng không có nhiều, có thể chia cho mỗi người các ngươi một điếu. Đốt hai điếu thuốc kẹp vào ngón giữa và ngón trỏ của hai người khác, càng kình vừa xoay người đã nghe được tiếng phần đồ cuồng ca ho khang, phản ứng giống như mình lần đầu tiên hút thuốc. Thật khó hút. Phần đồ cuồng ca ném điếu thuốc lá trong tay đi, liên tục thở dốc, hít không khí mới mẻ. Vừa nãy ho khang động tới vết thương trên người hút vào chẳng những không bớt đau, trái lại còn ho khan khiến toàn thân chấn động, càng đau đớn hơn. Ngón tay thiết khắc đang kẹp điếu thuốc lá, nhìn thấy phản ứng của phần đồ cuồng ca sau khi hút, ngón trỏ và ngón giữa buông lỏng, quả quyết vứt bỏ điếu thuốc. Lãng phí, quá lãng phí. Vẻ mặt đoạn phong bất nhị đau lòng, bỗng nhiên lại nở nụ cười. Ta nói lão thiết, người đúng là đủ thông minh. Trước quan sát phản ứng tiểu tử cùng ca kia, mới quyết định có hút thuốc hay không. Trong nháy mắt phần đồ cuồng ca ngay người, ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn thầm mắng mình ngu ngốc, sao không nghĩ tới chuyện chờ một chút, xem phản ứng của thiết khắc sau khi hút thuốc thế nào đã. Ta nói lão thiết. Đoạn phong bất nhị nhìn càng kình rời khỏi phòng, lại càng nói nhiều hơn. Chúng ta cũng quen biết một hai ngày, ngoài trường ngày ấy ngươi nói chuyện với càng kình ra, ta gần như không nghe thấy ngươi nói chuyện. Không nghĩ tới, con người ngươi tuy rằng buồn rầu không nói chuyện, nhưng đầu óc vận dụng rất tốt âm hiểm ngươi tuyệt đối là loại người âm hiểm không phải nói là ma âm hiểm thiết khắc gần như không bất kỳ cảm xúc nào liếc mắt nhìn đoạn phong bất nhị sau đó tiếp tục ngẩng người nhìn lên trần nhà di tích khác nhau ghi chép trong sách cũng khác nhau ở lời đồn đại có di tích đặc biệt rất lớn có thể khiến người đi lại rất nhiều ngày mới hết thậm chí con nai lạc vào trong đó chết đói cũng có di tích chỉ có kích thước chừng một hai gian phòng càng kinh tò mò đi trên đường phố rộng rãi giống như đang quan sát bức tường xung quanh ở đó có một chút ma pháp đặc biệt yếu ớt dao động chính bởi vì sự tồn tại của chúng mới khiến nơi nằm sâu dưới đất này vẫn tràn ngập ánh sáng di tích nơi này không chiếm diện tích lớn như trong miệng những người hát trong đã kể cũng không nhỏ đến nỗi chỉ miễn cưỡng dung thân như trong lời đồn đại nó tương đương với một cứ điểm quân doanh thổ bảo hơn 10 mã tặc hát phong ở đây, có vẻ đặc biệt trống trải. Một con sóng ngầm chậm rãi chảy xuôi ở giữa. Nếu như trong di tích có đầy đủ thực vật, như vậy có thể sinh sống ở đây cũng được. Này! Trên con đường dài, hoa viêm bất kiến không mặc bộ giáp bằng gỗ màu đen kia nữa, mà thay một bộ trang phục chiến sĩ màu đỏ đặc biệt chói mắt. Bộ trang phục chiến sĩ màu đỏ này bó sát người, ông chặt lấy bộ ngực cao ngất và cặp mông của nàng. Nhìn cơ thể nóng bỏng, mái tóc còn ướt tùy ý thả xuống hai vai thật sự mê người một thanh trường kiếm cầm ở trong tay hiện ra tư thế hiên ngang oai hùng khiến mắt người ta sáng ngời chiếc mặt nạ kim loại màu đen vẫn mang ở trên mặt nhưng không phá hỏng dáng vẻ khêu gợi xinh đẹp của nàng trái lại tăng thêm vài phần thần bí càng khiến người ta muốn gỡ bỏ chiếc mặt nạ màu đen kiểm tra xem dưới chiếc mặt nạ này rốt cuộc là khuôn mặt kinh người tới mức nào đi theo ta hoa viêm bất kiến xoay người Mái tóc dài còn ẩm ướt bay theo gió Cặp mông dưới trang phục chiến sĩ màu đỏ bó sát Càng lộ rõ đường cong, Đôi chân thon dài chiếm tỷ lệ rất lớn trên thân thể Cho dù là hoa hậu giảng đường chu lễ tư với dáng người nóng bỏng như vậy Ở trước mặt nạn cũng phải tự ti mặc cảm Đi qua đoạn đường dài Liên tục vòng qua hai con đường Mũi càng kinh hít vài cái Trong không khí thoảng qua mùi đặc biệt gây mũi Lại khiến hắn có cảm giác quen thuộc Mùi thuốc ánh mắt càng kình sáng ngời, ngửi các mùi thuốc lẫn vào nhau, thì thầm nói. Phi xà lam dịp, tàm thải lăng hoa, đông mạch ngân tuệ. Hoa viêm bất kiến dừng chân quay đầu lại nghi hoặc liếc nhìn càng kinh. Thật hay giả vậy? Có thể từ trong mùi thuốc hỗn hợp này, phân biệt ra từng loại thuốc sao? Không thể nào. Hắn không phải là chiến sĩ sao? Đợi lát nữa vào hỏi dược bà bà một chút vậy. Hoa viêm bất kiến đẩy một cánh gỗ trông có vẻ cũ nát, mùi thuốc nồng hơn từ bên trong giống như phun ra đường. Càng kình đứng ở ngoài cửa, hai mắt lại sáng ngời. Còn có hoàng kim ngọc mễ. Là hoa viêm sao? Vào đi. Trong gian phòng tràn ngập mùi thuốc, còn có hơi nước, thứ làm người khác chú ý nhất vẫn chiếc nồi đồng rất lớn được treo cao. Nói nó là vải nước có lẽ còn chính xác hơn một chút. Bên cạnh vải nước đặt một cái thang. Trên đó có một lão thái bà, tóc bạc đang đứng thân hình to béo ở bên cạnh vại nước thật sự rất hợp với nhau một cái gậy gỗ màu đen để vào trong vại nước chứa chất lỏng màu lam đang sôi trào không ngừng quấy cũng không ngẩng đầu lên nói có phải lại ra ngoài đánh nhau với người ta lại bị thương hay không lần này lại bị thương ở chỗ nào nữ nhân nhất định phải yêu quý thân thể mình nhanh cởi quần áo ra để lão nhân gia ta nhìn xem thân thể ngay cả nữ nhân thay còn động lòng của ngươi lần này lại bị người ta đã thương ở chỗ nào Tuy rằng cách lớp mặt nạ sát màu đen, càng kinh dường như vẫn có thể cảm giác được, gương mặt của nữ mã tạc có dáng người nóng bỏng trước mặt, lúc này chắc nóng bừng. Dược bà bà. Giọng nói của hoa viêm bất kiến không có khí tức của mã tặc mà phần nhiều giống như một tiểu nữ nhi làm nũng. Ta không bị thương, ngày hôm nay ta dẫn người đến. Dược bà bà đừng nói lung tung. Dẫn người đến. Dược bà bà ngẩng đầu đẩy cặp mắt kính trên sóng mũi, dùng đôi mắt dường như không tốt, nhìn chầm chầm vào càng kinh quan sát một hồi lâu thân thể hắn rất khỏe mạnh không có bất cứ vấn đề gì tay không đánh lão hổ cũng không thành vấn đề nếu như ngươi muốn làm nữ nhân của hắn sinh con cho hắn bảo đảm có thể sinh một hài tử khỏe mạnh dược bà bà hoa viêm bất kiến vọt tới phía dưới chiếc thang hai tay nắm lấy chiếc thang ngửa mặt nói bà bà còn như vậy ta lắc thang càng kinh ngạc nhiên nhìn dược bà bà đang đứng trên thang không phải sao? Vẻ mặt dược bà bà mờ mịt liếc nhìn hoa viêm bất kiến. Xem ra là ta nhìn nhầm, vậy lần này ngươi tới đây làm gì? Nói cho ta biết, hắn cũng muốn gia nhập sao? Trên người hài tử này có sát khí, nhưng không có giả khí của mã tặc. Ta nghĩ hắn không thích hợp làm mã tặc, thích hợp làm đồ tể hơn. Được rồi, tiểu tử này ta đã nhìn xong, đừng cản trở ta điều chế thuốc. Cũng không phải gia nhập. Hoa viêm bất kiến ngửa mặt nói ta tới xin thuốc. Ba bằng hữu của bị người ta đã thương, cho nên tới tìm dược sư bà bà xin thuốc. Bị người đã thương. Dược bà bà nhìn chằm chằm vào thuốc trong vại nước, trong tay quấy gậy gỗ khi thì nhanh, khi thì chậm nói. Tình trạng thế nào? Ba người, có hai người xương cánh tay bị gãy, còn có ngay cả xương vai cũng rời ra. Có một người cột sống, xương sau lưng rất khó tìm được chỗ nào không gãy. Hoa viêm bất kiến thuật lại đáp án đã được càng kình ói trên đường tới đây. Bọn họ một người là hàng ma cửu chiến, một người là hàng ma lục chiến. Còn có một người là hàng ma tam chiến, bị một ma vũ sĩ huyết mạch cự ma, cường giả nhị giai tầng 4 đã thương. Nhị giai tầng 4 Chiến sĩ phục ma Hơn nữa còn là ma vũ sĩ huyết mạch cự ma. Dược bà bà không ngẩng đầu, lắc lắc cái cổ. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn bọn họ căn bản không thể sống được cho dù sống sót sợ rằng nội tạng cũng bị đánh nát tìm một nơi tốt chuẩn bị chôn cất bọn họ đi bọn họ đã bị thương hai ngày còn sống hoa viêm bất kiến khẽ lắc cái thang lần này vận khí bọn họ tốt ma vũ sĩ huyết mạch cự ma muốn bắt sống bọn họ cho nên ra tay nhẹ một chút còn sống dược bà bà chặt lưỡi đúng là vận khí giữa chiến sĩ phục ma và chiến sĩ hàng ma chênh lệch hai cảnh giới. Thôi đi. Ta cũng không muốn quản nhiều như vậy. Nếu còn sống, vậy ngươi lấy lọ sức màu trắng và lọ thuốc mở nút màu đỏ trên bàn kia mang đi cho bọn họ nối xương. Về vấn đề điều trị đấu mạch trong cơ thể bị trùng kích, cầm cái lọ sứ màu đỏ có buộc dây nhỏ màu trắng. Cảm ơn dược bà bà. Hoa viêm bất kiến cầm lấy hai lọ thuốc trên bàn, vung tay lên nói với càng kinh. Cầm lấy lần này coi như các ngươi có vận khí tốt dược bà bà chính là dược sư chân chính nếu không cho dù các ngươi trở lại trong quân doanh có thể tìm một dược học đồ điều chế thuốc cho các ngươi đã xem như ngươi may mắn không gặp khiêm tốn phải khiêm tốn trên mặt dược bà bà lộ ra nụ cười hài lòng bà bà ngẩng đầu nhìn hoa viêm bất kiến trong mắt lộ vẻ đắc ý hoàn toàn không có ý định che giấu thuốc cho tới bây giờ đều một môn học vấn thâm sâu cái này không thể chỉ dựa vào trí nhớ là có thể trở thành dược sư mà cần phải thực sự hiểu dược lý có thể cho các loại thuốc khác nhau phối hợp cùng một chỗ phát huy ra công hiệu thần kỳ hơn đây là môn học cần có ngộ tính rất cao rất nhiều người cả đời cho đến chết vẫn chỉ là dược học đồ không lên nổi tới dược sư tập sự muốn trở thành dược sư đây là tồn tại luôn được tôn kính trong nghiệp đoàn dược toàn bộ hát phong cũng không có một dược sư dược bà bà phất phất tay đi đi. Sau này ngươi bị thương ở đâu, cũng có thể tới tìm ta. Ngươi đừng dẫn người tới đây nữa. Hiện tại, không nên cản trở ta chế tạo thuốc mang ngưu vĩ đại. Càng kinh mở nút lọ thuốc nút, hít vài cái. Khỏe môi cong lên, lộ ra nụ cười nhạt. Trong này có hổ cốt, hạt tử thảo, tự chiết thảo, địa luyện hoa điều chế thành thuốc nối xương, lại tinh luyện nó thành dạng thuốc mỡ. Cái này vốn là thuốc nối xương ngũ cấp chẳng qua thuốc ở tiêu chuẩn trung hạ thủy, biến thành trung thượng thủy. Lão nhân gia thật có sức tưởng tượng. Càng kinh bịt chặt miệng lọ thuốc lại, nói. Không biết, ta có thể sử dụng dược liệu ở chỗ của ngài, tự mình chuẩn bị chút thuốc không? Ngươi muốn tự mình chuẩn bị thuốc sao? Ngươi cũng biết về thuốc sao? Dược bà bà theo thói quen đẩy mắt kính dưới sóng mũi lên. Trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc chiến sĩ còn trẻ như vậy cho dù đặt tất cả tinh lực vào thăng cấp đấu khí và học tập đấu kỹ, sợ rằng còn cảm thấy không đủ thời gian. Hắn còn có thời gian học thuốc sao? Không thấy nha đầu kia có khả năng quan sát gì? Lựa chọn nam nhân lâu như vậy, cuối cùng chọn một nam nhân có tính cách nóng nảy như vậy. Bất luận là chiến sĩ hay dược sư, bỏ ra tinh lực cả đời cũng không đủ học hết sự thâm sâu trong ngành của mình. Ánh mắt nghi hoặc trong đôi mắt già nua lúc đầu, dần dần biến thành sự khinh bỉ và chán ghét. Trên khuôn mặt già nua có hơn 10 nếp nhăn cũng lộ vẻ bực dọc. Dược liệu chỗ ta đều rất đắt tiền. Ngươi cũng không nên làm loạn phá hỏng đồ của ta. Hay dùng một chút thôi. Dùng chừng nào ta ta trả tiền chừng đó. Càng kinh chấp hai tay ở sau người, đi vào phòng để thuốc. Dược bà bà nhìn thuốc trong vại đang sôi trào một chút, sau đó rút gậy gỗ ra, đi xuống khỏi thang nói. Tiểu tử, Nơi này là thuốc phòng, không phải là nơi huấn luyện chiến sĩ của ngươi. Tính sai dược lý, ngươi sẽ hại bằng hữu của ngươi. Ngưu Vĩ Hoa càng kinh nhìn một đống củi, có một thực vật màu nâu, lớn bằng ngón út. Hắn đưa tay nhặt lên, sau đó quay đầu lại thiếu chút đập vào mặt dược bà bà đang giận dữ đi tới. Thứ này lấy được từ đâu vậy? Ngươi biết Ngưu Vĩ Hoa? Trên mặt dược bà bà thêm chút bất ngờ. Loại dược thảo này gần như không có tác dụng gì. Trừ phi buổi tối ngươi ngủ bị cảm lạnh, thân thể nóng sốt đến mức ngất đi, có thể dùng làm thuốc ra, gần như là đồ bỏ. Nếu thật sự có người cảm lạnh cũng sẽ sử dụng thuốc khác để thay thế. Hiệu quả trị liệu của ngưu vĩ hoa cũng không tốt, hơn nữa sản lượng đặc biệt rất ít. Ở trong mắt dược sư trước giờ đều là thứ cỏ dại vô dụng. Thậm chí rất nhiều dược sư cũng không nhớ tên và dược lý của nó. Càng kinh dùng sức gật đầu. Ngài biết tìm nó ở đâu không? Dược bà bà thở dài, liên tục lắc đầu. Xem ra đây là con cháu của một gia đình giàu có thích thu thập kỳ thảo dị hoa, khả năng quan sát thực sự quá kém. Tìm nửa ngay, chỉ tìm thứ như vậy. Người tuổi trẻ, loại dược thảo này không có tác dụng gì. Đối với thương thế của bằng hữu ngươi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dược bà bà không ngừng lắc đầu. Một người tuổi trẻ có biểu hiện hứng thú khi gặp được kỳ thảo, còn hơn lo lắng cho bạn đồng hành của mình, xem ra nhân phẩm cũng không tốt lắm nếu có thời gian phải khuyên nha đầu kia buông tha hắn thì tốt hơn can kinh cũng thở dài theo dược bà bà ngư vị hoa quả thực không có quá nhiều tác dụng nhưng trên đời này có một thứ là thực vật cộng sinh nói thẳng ra gần thực vật đó sẽ có một vài thực vật đặc biệt những thực vật này chỉ sống cùng một chỗ với thực vật khác cho nên được gọi là thực vật cộng sinh rất may mắn Ngưu vĩ hoa là một loại thực vật cộng sinh trên dược thảo khác. Hơn nữa nó cộng sinh trên thực vật kê quan thảo. Đây là một loại dược liệu dùng để nối xương sinh cốt vô cùng tốt. Nhưng nó phải phối hợp với ngưu vĩ thảo mới có thể kích thích ra hiệu quả. Đồng thời, bên cạnh kê quan thảo thông thường còn có thể có một loại động vật sống cộng sinh khác. Rắn ô ma. Thân dài nửa thước, lớn bằng ngón cái, có răng độc phối hợp với kê quan thảo và ngưu vĩ hoa làm thuốc hiệu quả sinh cốt nối xương tăng lên gấp bội. Mật có thể sử dụng chữa trị đấu mạch. Thật muốn biết sao? Tùy ngươi. Dược bà bà khoát khoát tay. Đi ra khỏi nơi này về phía bên phải năm dặm, gần đó có một. đánh nước thối đúng không? Càng kình xoay người đi về phía ngoài cửa, quay đầu lại nói. Cảm ơn dược bà bà. Được rồi. Hoàng kim ngọc mễ trong thuốc mang ngưu của ngài hẳn là thiếu 15 gam tử bao thái hoàn toàn không thể cho vào. Nếu làm như vậy, cuối chỉ có thể biến thành thuốc sổ cực mạnh. Thối lắm. Dược bà bà trừng mắt nhìn theo bóng càng kình biến mất khỏi cửa phòng, trong tay cầm gậy gỗ màu đen hung hăng đập xuống mặt đất. Bất kiến, nam hài này bộ dạng tuy rằng có thể thông qua, nhưng quá mức nông nổi. Đã là chiến sĩ, lại muốn học về dược, còn tự rằng mình rất tinh thông, dám chỉ điểm cho dược sư ta được đại dược sư khắc luân của nghiệp đoàn dược thần đô tự mình chứng thực từng là dược sư chính quy trong ánh mắt hoa viêm bất kiến lộ vẻ nghi hoặc hai ngày tiếp xúc thoạt nhìn càng kình cũng không phải loại người nông nổi như vậy tại sao ngày hôm nay hắn lại hành động như vậy lẽ nào chỉ vì ta mặc y phục này khiến hắn muốn biểu hiện một chút ở trước mặt ta sao đợi thuốc mang ngưu của ta thành công dược bà bà chưa hết tức giận lại leo lên thang nói Ngươi tìm cho ta hai tiểu tử mã tặc tới, cho bọn họ uống vào. Cho tên tiểu tử kiêu ngạo này biết, ta không phải là một dược sư bình thường chỉ biết điều chế một loại thuốc cấp năm thuốc. Ta là dược sư có thể điều chế 10 loại dược phẩm cấp năm khác nhau. Đây là loại thuốc thứ 11 của ta. Tại lối vào, một mã tặc dùng sức chuyển động cửa vào. Ngoài lối vào, mưa trút xuống xối xả. Càng kình đi vào màn mưa, chợt nghe phía sau chậm rãi đóng lại hắn lấy xạ nguyệt từ trong đấu giới ra cùng một túi tên đặt ở bên hông cẩn thận chạy đi dược bà bà nói nơi đó cũng không khó tìm càng kình đi được năm dặm ở trong màn mưa rất nhanh tìm được vị trí dược bà bà đã nói tới kê quan thảo sinh trưởng ở trong rảnh buồn ẩm ướt mọc cùng một chỗ với nó tất nhiên là ngưu vĩ hoa nếu tách ra hiệu quả sử dụng gần như bằng không nhưng khi sử dụng kết hợp với nhau lại có hiệu quả nối xương sinh cốt rất tốt Càng kinh không lưng đưa tay lấy kê quan thảo. Trong nước bùng ẩm ướt đột nhiên có một đống bùn đen bắn ra, giống như một mũi tên rời khỏi dây cung phá không bay ra. Trong đống bùn đen có hai điểm sáng chấp động giống như huỳnh quang. Trong bùn đen, ánh huỳnh quang phát ra tiếng rít hung ác. Càng kinh dùng ngón cái và ngón trỏ bắt lấy bùn đen, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Giả thú cộng sinh, rắn ô ma kê cộng sinh quan thảo và ngư vĩ hoa, thân dài nửa thước, ngắn bằng ngón út, hai răng nọc có lớp bọc ngoài, phối hợp với thảo hoa, có hiệu quả sinh cốt rất tốt. Ngón tay càng kình bỗng nhiên dùng sức, thân thể rắn ô ma uống éo vài cái sau đó mềm nhũng. Hai cái răng cũng tự động rơi ra. Chỉ có khi rắn ô ma chết, mới có thể lấy được răng nanh của nó ra, nếu không răng nanh sẽ theo nó cả đời. Nắm lấy rắn ô ma, càng kình dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy đuôi rắn ép về phía miệng rắn trong thân thể mềm mại của nó có hai vật thể hình cầu không ngừng di chuyển về phía trước mật trắng sinh đôi càng kinh nở nụ cười xem ra vận khí ngày hôm nay thật sự quá tốt rắn ô ma rất ít khi có mật trắng sinh đôi nếu có trong hai mật trắng tất nhiên sẽ có một là kim sắc. mật trắng ô ma kim sắc dùng riêng có thể giải nhiệt nếu như phối hợp với mật trắng của ma thú đồng giáp bích mãn và sừng hưu máu từ lộc của ma thú ngân lân mê lộc có thể hình thành thuốc đấu nguyên cho tới bây giờ tu luyện đấu khí đều tiến hành theo chất lượng cũng có người sẽ đứng giữa tranh giới sinh tử tồn vong kích thích phát ra tiềm năng rất lớn trong cơ thể trong nháy mắt thu được sự thăng cấp kinh người điều này kích thích rất nhiều dược sư muốn dựa vào thuốc để tìm ra một đường tắt khi tu luyện đấu khí kết quả nhiều loại thuốc khác nhau kích thích đấu khí đã sinh ra nhưng gần như đều có mức độ di chứng khác nhau di chứng lớn nhất sau khi dùng phần lớn loại thuốc này tuy rằng kích thích đấu khí tăng trưởng rất nhanh trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có thể một đêm trực tiếp xông lên cảnh giới cao hơn nhưng hậu quả mang đến chính là cả đời còn lại không tiến thêm bước nào nữa dược hiệu của thuốc đấu nguyên không mạnh như rất nhiều thuốc khác có thể trong một thời gian ngắn tốc độ tăng trưởng đấu khí nhanh hơn so với tốc độ chiến sĩ đang tu luyện nhưng là một loại thuốc hoàn toàn không có tác dụng phụ chỉ có phương pháp điều chế cho tới bây giờ vẫn là một bí mật hơn nữa độ chính xác khi điều chế thuốc, thời gian nắm trong tay, còn cả nhiệt độ cũng có yêu cầu rất cao. Nếu như có thể tìm được bán long hỏa tích, thậm chí có thể điều chế thành dược hiệu cuồng bạo hơn, thần kỳ hơn thuốc thần bí tiệt báo đấu nguyên. Tráng càng kình lắm tấm mồ hôi lạnh, liên tục lắc đầu, khiến những giọt mưa bắn ra ngoài. Quên đi! Bỏ qua thuốc thần bí đi! Thứ đó, trong quá trình pha chế, chỉ cần có bất kỳ sai lầm nào, thứ đi ra lập tức có thể biến thành loại thuốc là chết người càng kinh đứng thẳng lưng thuốc mở ngũ cấp của dược bà bà quả thật không tệ nhưng ta thật sự không có thời gian chờ đợi ta còn phải đi tham gia hội thi cho dù là thuốc mở cấp 5 tiêu chuẩn trung hà thủy cũng chưa đủ hiệu quả dù sao đối với dược sư mà nói cao nhất có thể chế biến ra thuốc thất cấp mới đúng học đồ điều chế ra thuốc nhất cấp còn lại thuốc nhị cấp tam cấp cấp là do dược sư tập sự điều chế ra. Còn thuốc ngũ cấp, lục cấp, thất cấp lại dựa vào tay nghệ của dược sư. Càng kình lại cười tự dễu. Theo Á Đương Tư lâu ngày, yêu cầu cũng đặc biệt cao hơn. Một dược sư, thông thường chỉ cần có thể làm một loại thuốc cấp 5, đã được xem là dược sư chân chính. Nắm giữ toàn bộ thuốc ngũ cấp, điều này sợ rằng chỉ có lão sư điên cùng Á Đương Tư mới yêu cầu. Thật không biết ta là người được lợi, hay là người bị hại. Toàn bộ thuốc thất cấp đều đã nắm chắc, mới có thể học thuốc bát cấp, trở thành đại dược sư. Trong bùn ướt bỗng nhiên động đậy. Càng kinh nhìn con chuột đầu màu đỏ từ dưới mặt đất chui ra, nhất thời nở nụ cười. Chuột trăng cứng. Đúng là vận khí quá tốt. Như vậy sẽ tìm vài loại dược liệu thường gặp. Hơn nửa chỗ của dược bà bà có một ít dược liệu, chắc hẳn có thể phối hợp với thuốc nối xương sinh cốt thất cấp. May là có phòng thuốc của dược ba bà bà, nếu không cho dù có nguyên liệu trong tình trạng không có công cụ điều chế ra thuốc hiệu quả cũng chỉ đạt tới lục cấp chuột răng cứng hét thảm hai tiếng một chiếc răng mang theo máu tươi rời khỏi miệng năm ngón tay càng kình khẽ buông lỏng nó cũng không quay đầu lại trực tiếp chui trở lại vũng buồn kế tiếp chính là trị liệu đấu mạch càng kình cất nguyên liệu tìm được vào đấu giới giơ tay vuốt mái tóc đen đẫm nước mưa ba người bị thương nặng nhất vẫn là đấu mạch lần này nếu không hoàn toàn chữa tốt, sau này lưu lại tai họa ngầm gì, đối với việc thăng cấp tương lai sẽ hình thành trở ngại rất lớn. Đáng tiếc nơi này là tái ngoại. Nếu như ở trong núi sẽ dễ tìm ra nguyên liệu hơn. Càng kinh không lưng thận trong đi trong mưa. Trong đầu nhớ lại những kiến thức học được trong thế giới vô tận. Thỉnh thoảng hắn lại dừng chân tìm kiếm từ trong cỏ dại một vài thảo được có tác dụng. Trên mặt hắn trước sau vẫn lộ vẻ nụ cười bất đắc dĩ tái ngoại thực sự là một nơi cằn cỗi, ngay cả thảo dược cũng không bằng sơn cốc tứ quý. Nếu không phải học dược sư 2 năm, lần này sợ rằng thật sự phải dùng tới thuốc mở ngũ cấp của dược bà bà. Càng kình đi trong mưa gần 5 giờ, chôn mình trong rảnh buồn, tránh thoát hai nhóm mã tặc đang tìm kiếm khắp nơi. Tuy rằng có thể giết chết bọn chúng, nhưng để bại lộ hành tung vì chuyện như vậy thực sự không đáng. Trở lại di tích, tinh thần và thân thể càng kình nhất thời trầm xuống. Hắn có chút tò mò nhìn dược bà bà mặc vải thô trong tay cầm gậy gỗ màu đen, chắc tới đón mình. Bốn gã mã tặc vóc người đặc biệt cường tráng, cơ bắp đều lộ ra dưới lớp quần áo, đứng ở phía sau dược bà bà, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Trong tay mỗi người còn cầm một ống chứa thuốc màu lam gây mũi. Tiểu tử, ngươi không phải nói thuốc mang ngưu của bà bà ta là thuốc sổ cực mạnh sao? Dược bà bà cầm gậy gỗ trong tay chỉ lướt qua bốn gã mã tặc sau lưng mình đợi bọn họ uống vào sẽ đấu khí lực với ngươi trong tay càng kình cầm dược thảo nhún vai một cái không cần sao có thể không cần được đôi mắt vẫn đục của dược bà bà nhìn ra phía ngoài ngươi sĩ nhục dược sư vĩ đại cũng không sao nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi biết có thể ngươi rất thông minh nhưng mỗi ngành học đều rộng lớn vô cùng nha đầu bất kiến kia hình như nhất quyết không quay đầu lại ta chỉ có thể giáo huấn ngươi một chút để ngươi biết không nên phân tán tinh thần. Nếu không sau này ngươi làm cái gì cũng không tốt, không phải sẽ hại bất kiến sao. Càng kinh thở dài. Đây là chuyện gì vậy? Sao dược bà bà lại sống chết nhận định, hoa viêm bất kiến coi trọng ta? Lại nói. Uống nhanh, còn cầm làm gì? Dược bà bà quay đầu lại trừng mắt với bốn gã mã tặc. Sau này bị thương muốn ta độc chết các ngươi sao? Đừng uống. Càng kình giơ tay lên, vẻ mặt khẩn trương. Thật sự không nên uống. Nếu không các ngươi sẽ mệt chết. Nếu như không có thuốc giải, tối nay các ngươi sẽ phải ông bồn cầu ngủ. Tiểu tử, ngươi còn dám khiêu khích. Cây gậy gỗ trong tay dược bà bà nặng nề đập xuống mặt đất. Uống nhanh. Thuốc nóng hiệu quả mới tốt. Càng kình giơ tay lên che hai mắt, không đành lòng thấy số phận bi thảm của bốn gã mã tặc. Quả thực thuốc nóng hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng vấn đề đó là thuốc sổ cực mạnh. Hiệu quả càng mạnh hậu quả sẽ càng thảm. Ức ức ức. Càng kinh nghe tiếng các mã tặc kia uống thuốc vào trong cơ thể, vẻ mặt lại có phần bất đắc dĩ, thở dài. Thế nào? Các ngươi có cảm giác gì không? Hai mắt dược bà bà lộ vẻ chờ mong nhìn về phía các mã tặc. Có cảm giác bụng dưới có một nhiệt năng đang cuồn cuộn hay không? Các mã tặc đồng loạt gật đầu. Càng kinh cũng gật đầu phản ứng đầu tiên của loại thuốc này tất nhiên là trong cơ thể có một nhiệt năng cuồn cuộn. Có phải có cảm giác toàn thân đầy lực lượng? Trong mắt dược bà bà đầy hưng phấn. Các mã tặc đồng loạt mờ mịt lắc đầu, đồng thanh nói. Chỉ cảm giác nhiệt năng trong trong cơ thể càng lúc càng mạnh. Càng lúc càng mạnh. Mắt dược bà bà trợn trừng. Sao lại càng lúc càng mạnh được? Các ngươi có có phải cảm giác bụng dưới có chút quặn đau hay không? Càng kinh nhỏ giọng hỏi hình như nhiệt năng đang trào về phía mông các ngươi. Các mã tặc đồng loạt gật đầu. Càng kình dơ ngón trỏ ra, lại dơ ngón giữa ra, trong miệng nói thầm. Một, hai, ba. Các ngươi còn có thể nhìn được sao? Ôi! Ta đau bụng. Không tốt. Ta hình như muốn đi vệ sinh. Bốn gã mã tặc hô loạn lên, hai tay che mông, cũng không quay đầu, chạy vội về phía xa. Không được, không được, thật sự không nhịn nổi trong chớp mắt tại lối vào di tích chỉ còn lại càng kình dược bà bà hoa viêm bất kiến và mã tặc chịu trách nhiệm đóng mở cánh cửa vào di tích bốn người mắt toi nhìn mắt nhỏ khiến cục diện vô cùng yên tĩnh trừ càng kình ra ai cũng không ngờ được kết cục sẽ là như thế này dược bà bà dùng thời gian một tháng để chuẩn bị cuối cùng lại dùng một ngày để điều chế ra thuốc mang ngưu không ngờ kết quả lại biến thành thuốc sổ cực mạnh yên tĩnh tại lối vào di tích yên tĩnh tới mức, dường như con kiến nói cũng có thể nghe được vậy. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của dược bà bà lộ vẻ xấu hổ. Lớp da vàng như nến thoáng ửng đỏ. Vốn vô cùng tin tưởng vào thuốc mang ngư vừa điều chế ra, kết quả cuối cùng không ngờ biến thành thuốc sổ cực mạnh. Điều này cũng đủ mất mặt. Nhưng mất mặt nhất không phải là điều này. Mà bị một chiến sĩ trẻ tuổi thoạt nhìn còn chưa tới 20, mở miệng đoán ra trước hắn không leo lên nồi thuốc quan sát, cũng không có dính và giọt nước thuốc phân tích, gần như chỉ đứng ngửi các mùi thuốc trộn lẫn với nhau, đã mở miệng nói đúng. Vẻ xấu hổ trên mặt dược bà bà dần biến thành kinh ngạc. Dược bà bà nhớ lại vẻ mặt bình tĩnh của càng kình khi ở trong phòng, càng lúc càng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỉ là dùng mũi ở trong không khí nghe thấy vài cái. Là có thể phân biệt ra được thuốc qua trung dược liệu liều thuốc, giá. Giá không có vài thập niên thời thời khắc khắc cân dược liệu tiếp xúc, không có chứa rất mạnh năng lực phân tích không có chứa hùng hậu dược liệu cơ sở dự trữ là tuyệt đối tuyệt tuyệt đối đối vô pháp phân biệt ra được tiểu tiểu tử ngươi từ nhỏ đã ngâm mình trong ấm sắc thuốc lớn lên sao trong mắt dược bà bà có phần ngay dại nhìn càng kình còn nữa lúc này ngươi chẳng qua chỉ thuận miệng nói thôi sao lẽ nào ngươi biết thuốc mang ngư sau khi điều chế thất bại rất dễ biến thành thuốc sổ cực mạnh cho nên mới đánh cực như vậy sao ngâm trong ấm sắc thuốc lớn lên càng kinh lắc đầu hai năm qua mỗi ngày dùng nước thuốc ký ức tiếp xúc với các loại thuốc hơn nữa lại gặp phải á đương tư có kiến thức sâu rộng như vậy lại nhận sự dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc của lão sư muốn học không tốt cũng khó một khi học không tốt lão sư á đương tư sẽ hóa thân thành ma quỷ lén cho ngươi vài loại giống như thuốc sổ thuốc sổ đó có thể còn có dược tính mạnh hơn nhiều so với thuốc mang ngưu điều chế sai tuyệt đối là đào hố ngồi xổm trên mặt đất Ngày đó không cần nói tới quần, cũng không cần đứng lên. Cứ ngồi xổm ở đó suốt một ngày đêm là được rồi. Tiểu tử, ngươi nói thật đi." Dược bà bà có chút nóng nảy đặt câu hỏi. Cây gậy gỗ màu đen trong tay theo thói quen đập xuống mặt đất. "Cái này." Dược bà bà càng kinh mím môi. "May là ngài khống chế nhiệt độ không tồi, thỉnh thoảng quấy khiến phần lớn nhiệt lượng tỏ ra. Nếu nhiệt độ cao hơn 5 độ nữa, những người đó sẽ không ôm bồn cầu nữa mà trực tiếp ngủ tại chỗ thuốc mang ngưu của ngài sẽ biến thành thuốc ngủ cùng với thuốc sổ liều cao đương nhiên dược phẩm như vậy cũng sẽ có tác dụng phụ rất mạnh sau khi bọn họ tỉnh lại sẽ vô cùng mệt mỏi chỉ cần đi vào trạng thái hưng phấn sẽ lập tức ngủ sau này ra ngoài cướp đoạt sợ rằng thời điểm đau gần chém vào người kẻ địch đã ngủ trước một bước thật hay giả vậy dược bà bà có chút không tin điều chế thuốc sai bình thường cũng chỉ không có tác dụng rất ít khi xuất hiện tác dụng khác nếu như uống thuốc của ngài phối hợp với rượu làm từ lúa mạch càng kinh chặt lưỡi cho ma pháp sư chắc hẳn tạm thời tăng cường cho bọn họ một chút ma pháp lực có thể phóng ra một hỏa cầu thuật dược bà bà quan sát càng kinh với vẻ kỳ quái sao càng nghe càng cảm thấy mơ hồ như vậy không biết có phải hắn đang tùy tiện ba hoa hay không khụ nói đơn giản càng kinh vội ho một tiếng thuốc ngài vừa điều chế có chút phương hướng gần với thuốc thần bí đương nhiên vẫn bởi vì ngài dùng hoàng kim ngọc mẫn độ tinh khiết không đủ hẳn là do theo đuổi sản lượng mà ngọc mễ hơi nho và có chút lai tạp lần này ngay cả hoa viêm bất kiến cũng kinh ngạc nhìn càng kinh hoàng kim ngọc mễ này quả thực không tinh khiết bây giờ các tiệm thuốc vì theo đuổi lợi nhuận lớn hơn nữa đều sẽ động tay chân một chút chỉ có điều bởi vì chỉ động tay chân để theo đuổi sản lượng thông thường sẽ khiến cho dược lực giảm xuống một chút chỉ cần thêm một chút dược liệu là được lúc đó mua không được hoàng kim ngọc mễ thuần túy nên lấy chút loại lại tạp này hơn nữa lúc đó dược bà bà cũng đã nói không có vấn đề không ngờ càng kình lại có thể nói ra hoàng kim ngọc mễ không tinh khiết dường như lúc đó hắn cũng ở đó nhìn thấy được vậy hắn nói với vẻ tự tin thản nhiên như vậy lần này mình từ bên ngoài nhặt về người thiếu niên này, rốt cuộc hắn có bối cảnh thế nào? Không chỉ là chiến sĩ có thực lực hàng ma cửu chiến bình thường, còn có thể giết chết chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lan, còn giết chết một gã ám bộ nhị tinh, toàn mạng trở ra. Bây giờ nhìn lại giống như biết điều chế thuốc. Ngươi! Ngươi nói thuốc mang ngưu của ta. Dược bà bà ngay người nhìn càng kinh. Gần giống với thuốc thần bí. Phải, có một chút. Càng kinh nhúng vai. Trong thuốc, có nước thuốc có thể khôi phục ma lực. Điều này tương đương với ao nước cạn lại được trót đầy nước. Làm thành công chuyện có thể là ngành dược học của chúng ta. Thuốc thần bí này là ngành học của người điên. Mục tiêu của bọn họ là biến thứ không thể thành sự thật. Ví dụ như rót đầy nước ao, mục tiêu của bọn họ là khiến ao nước đã được rót đầy, chứa được càng nhiều nước hơn. Sao có thể chứa thêm nước được? Dược bà bà liên tục lắc đầu. Càng kinh nhúng vai cho nên mới nói môn học thuốc thần bí là ngành học của người điên. Mục tiêu của bọn họ chính là biến chuyện không thể thành sự thật. Ngươi. Mắt dược bà bà càng mở lớn, thử dò xét hỏi. Ngươi. Ngươi sẽ không học cả ngành thuốc thần bí chứ. Càng kinh vội vàng lắc đầu. Lời này hắn thật sự không dám nói. Tuy rằng vị trí của mình ở thế giới vô tận và thế giới hiện tại xem ra hoàn toàn khác nhau, nhưng nếu chẳng may lời nói thật truyền vào đấu giới, tới thế giới vô tận bị âu lặp lặp nghe được sợ rằng nàng sẽ chỉnh chết mình ta còn không dám nói mình hiểu thuốc thần bí ngươi dám nói như vậy sao tốt để ta tới học hỏi ngươi về thuốc thần bí thêm một chút càng kình vô thức giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán dùng sức ném cảnh tưởng tượng trong đầu ra ngoài chuyện này quả nhiên là vô cùng đáng sợ vậy ngươi thật sự hiểu về ngành thuốc dược bà bà vẫn không cách nào tin tưởng được tuổi càng kinh thực sự quá nhỏ với tuổi này nếu như trở thành dược sư tập sự đã có thể gọi là rất có thiên phú nhưng hắn vừa rồi lại nói về tiêu chuẩn dược sư mà không phải là tiêu chuẩn của dược sư tập sự càng kinh gãi đầu lau nước mưa trên tóc không gọi là hiểu chỉ học qua một chút học qua một chút trong ánh mắt dược bà bà lộ vẻ kỳ quái người học qua một chút có thể chỉ dựa vào khứu giác đưa ra phán đoán như vậy vậy ta tính là gì từ, học qua một chút, không tính là hiểu. Càng kinh suy nghĩ một chút. Ở trước mặt Á Đương Tư, mình không phải chỉ được tính là học qua một chút sao? Hiểu. So với Á Đương Tư, người tự xưng là Dược Đại Tông Sư, khả năng của mình gần như chỉ làm được thuốc thất cấp, sợ rằng cũng chỉ có thể nói là mới vừa nhập môn. Đôi mắt Dược Bà Bà liên tục chuyển động, ánh mắt nghi hoặc lướt qua trên người càng kinh một hồi lâu. Sư phụ dạy ngươi về thuốc là ai? Á Đương Tư chưa từng nghe qua dược bà bà nhíu mày suy nghĩ trong hoàng triều chân sách chưa nghe qua cái tên này chẳng lẽ là ma tộc hoặc là mang tộc không phải mang tộc cũng không phải ma tộc càng kình liên tục xua tay lão nhân gia ở trong một thôn nhỏ không người nào biết hắn à thì ra là như thế trên mặt dược bà bà lộ vẻ không tin trên đời này dược sư cũng không có người nào có thể tự học thành tài chắc hẳn người đó tùy tiện lấy một tên giả không muốn để lộ thân phận của mình thôi đi năm đó ta vì tức giận rời khỏi nghiệp đoàn dược không phải cũng ẩn thân ở đây sao cái này càng kình chỉ về nhà vệ sinh dược bà bà chúng ta không phải nên điều chế cho bọn họ một ít thuốc giải sao không điều chế ra được dược bà bà giang hai tay ra tuy rằng thuốc mang ngưu biến thành thuốc sổ nhưng dù sao nó cũng là thuốc ngủ cấp đúng không càng kinh gật đầu, bởi vì trong lúc điều chế xảy ra vấn đề, khiến thuốc sổ cực mạnh chẳng những là thuốc ngủ cấp, hơn nữa còn là loại thuốc ngủ cấp đỉnh phong, rất gần với lục cấp. Nếu như nói trước đây dược bà bà chưa từng điều chế qua loại thuốc ngủ cấp đỉnh phong, vậy lần này nàng sáng tạo ra kỷ lục mới trong lịch sử điều chế thuốc của bản thân mình. Chỉ có điều, kỷ lục này có chút không tiện cho mọi người biết. Vậy ngươi nên biết, không có mấy người dược sư có thể tin thông tất cả thuốc ngủ cấp vẻ mặt dược bà bà bất đắc dĩ về ngành dược này sau khi xem trình tự tiến vào dược sư trừ phi ngươi là thiên tài kinh người nếu không tất nhiên sẽ lựa chọn học một loại dược nào đó trước ví dụ như ta thuốc chữa bệnh là chính ta lại đọc lướt qua một chút loại dược trợ giúp như mang ngưu càng kinh yên lặng lắng nghe hắn học dược hai năm lại cũng không phải chân chính hiểu rõ về ngành dược này chí ít chuyện về dược hắn nghe được từ chỗ lão sư á đương tư có sự sai lệch rất lớn với lời dược bà bà nói dược sư chân chính phải là toàn tài chỉ học một loại trong đó vậy cả đời cũng không thể làm được tới cấp thần dược thần sắc á đương tư rít gào lại xuất hiện ở trong đầu càng kinh trong hai năm qua hắn cũng được rèn luyện theo loại toàn tài này nhất định phải dạy dỗ cho toàn tài tuy rằng tiêu chảy được xem là chữa bệnh nhưng dược bà bà cười khổ bình thường dược sư nào lại đi nghiên cứu thuốc sổ và giải dược ngũ cấp? Về thuốc trị liệu tiêu chảy, ta chắc hẳn. Dược bà bà nghiêm túc suy nghĩ một chút. Chỉ có thể làm ra loại thuốc nhị cấp cũng không tệ. Hơn nữa còn không thể chắc chắn chữa đúng bệnh. Tuy rằng đều là đau bụng đi ngoài, nhưng nếu như không cách nào nắm được dược lý, sợ rằng hiệu quả cũng sẽ không tốt. Phía sau mặt nạ sắc, hoa viêm bất kiến lộ vẻ thương hại nhìn về phía nhà vệ sinh. Lẽ nào, thật sự để cho bọn họ đi suốt một ngày đêm. Trên khuôn mặt dược bà bà càng thêm xấu hổ. Hiện tại xem ra, sợ rằng ta chỉ có thể điều chế cho bọn họ một chút thuốc bồi bổ thân thể tam cấp. Ngày mai, bọn họ đi tới mức tay mềm chân nhũng, uống thêm thuốc bổ vài ngày vậy. Cái này, càng kinh gãi đầu. Chỉ sợ, bọn họ không chịu được tới ngày mai. Ngài cho bọn họ dùng chính là loại thuốc ngủ cấp có hiệu lực mạnh nhất. Quy lực của nó thế nào, hẳn ngài hiểu rất rõ cho dù là chiến sĩ hàng ma sử dụng đấu khí để chống lại dược tính ngày mai cũng sẽ hoàn toàn sụi lơ trên giường những người này không đi chết mới là lạ vậy hiện tại điều chế thuốc bổ cho bọn họ dùng luôn dược bà bà cắn chặt răng cũng chỉ có biện pháp này mới có thể giúp bọn họ chống đỡ được tới ngày mai càng kinh có chút thông cảm với đám mã tặc này sợ rằng bình thường bọn họ đã không ít lần bị dược bà bà xem là người thử thuốc khụ càng kinh lại vội ho một tiếng không bằng cứ để ta thử xem ngươi điều chế được thuốc trị đi ngoài sao dược bà bà nhìn càng kinh giống như nhìn vong linh trong giới dược có một câu là điều chế giải dược còn khó hơn điều chế thuốc độc tuy rằng loại thuốc sổ này không phải là thuốc độc nhưng muốn giải được nhất định phải chế tạo ra giải dược có thể chế tạo được giải dược thật không dễ dàng còn phải chế tạo ra giải dược ngủ cấp trong ngày ta thấy ở chỗ ngài có một ít tỏi trăm muối còn có ít thằng lặng năm màu càng kinh bước về phía nhà thuốc phía xa truyền tới tiếng kêu thảm thiết của bốn gã mã tặc ở trong nhà vệ sinh càng kinh liền liên tưởng tới kinh nghiệm bi thảm khi đối mặt với thuốc của vị dược sư thần bí âu lạp lạp kia tỏi trăm muối thằng lặng năm màu dược bà bà chớp mắt những thứ này không phải trị bệnh phong thấp sao chúng cũng không có dược hiệu trị bệnh đi ngoài Càng kinh tìm một cái nồi nhỏ, lấy vài loại nguyên liệu thoạt nhìn dược lý hoàn toàn khác nhau để vào trong đó. Hắn lại cầm một que thủy tinh cẩn thận khuấy đều. Dược bà bà nhìn thủ pháp của càng kinh liên tục khiếp sợ. Đừng nói tiểu tử này có thật sự hiểu dược lý hay không, chỉ cần cách chế tạo thuốc thành thạo như vậy, rất nhiều dược sư thậm chí đại dược sư cũng không làm được. Lại thêm ba gam đá vôi. Một làn hơi nước màu trắng theo đá vôi bỏ vào từ trong nồi trào ra vẻ mặt càng kình có phần khẩn trương, cẩn thận khuấy đều thuốc trong nồi. Tuy nói thứ thuốc này không như thuốc thần bí, 10 lần nổ có tới 8 lần nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là thuốc không nổ mạnh. Chí ít hiện nay điều chế thuốc, nghiêm khắc mà nói không tính là thuốc, lại không đủ tư cách gọi là thuốc thần bí, nhưng xác suất nổ tung cũng không thấp. Dược sư và dược sư thần bí, tuy rằng đều liên quan đến thuốc, nhưng hai bên lại căm thù nhau muốn chết. Bất kỳ ai cũng sẽ không chủ động nói chuyện với nhau. Người như càng kình vừa học về dược vừa học về thuốc thần bí thật sự quá ít. Cho nên có lúc bất tri bất giác cũng không phân biệt rõ, đâu là kiến thức về dược, đâu là là kiến thức về thuốc thần bí. Dù sao chỉ cần dùng tốt, cũng không phải chưa từng sử dụng qua. Chỉ có điều trả giá lớn như vậy, ở trong thế giới vô tận bao giờ cũng có người bên cạnh chỉnh. Nhưng trong di tích lại không cần lo lắng vấn đề này. Lại 6 gam vỏ trứng gà. Càng kinh ném vỏ trứng gà vào trong nồi, hai chân nhanh chóng phát lực bàn chân khiến bụi bặm xung quanh chấn động thực lực hàng ma cửu chiến trong người trực tiếp từ trong hiệu thuốc tản ra thuốc trong nồi sắt giống như núi lửa muốn thật sự phun trào không ngừng sôi sùng sục sau chiếc mặt nạ sắt ánh mắt hoa viêm bất kiến chợt lóe lên đưa tay ông lấy dược bà bà vẽ ra một ánh sáng màu hồng trên không trung bàn chân càng kình vừa rơi xuống đất người nàng đã xuất hiện ở bên cạnh càng kình chiến sĩ huyết mạch càng kinh nhìn nữ nhân mang mặt nạ sắc bên cạnh thêm mấy lần. Nàng vốn tưởng rằng nàng chỉ là nữ chiến sĩ có thực lực cường đại, không nghĩ tới lại có thể mở ra lực lượng huyết mạch. Hơn nữa trong nháy mắt vừa nãy, thực lực không kém hơn ni lạp ma vũ sĩ huyết mạch cự ma, ám bộ nhị tinh. Thậm chí, còn cao hơn so với ni lạp một chút. Trong nháy mắt, lực lượng huyết mạch mở ra và đóng lại. Càng kinh thậm chí không cách nào thông qua hồng văn lóe lên trên cổ nàng, phân tích suy đoán ra được nữ nhân này rốt cuộc là chiến sĩ huyết mạch gì. Lần sau, nhớ đánh tiếng trước. Hoa viêm bất kiến vỗ ngực, nhìn nồi sắc sôi trào, đang lắc lư sang hai bên. Điều chế thuốc không phải rất ít khi nổ sao. Ít nhưng không có nghĩa là không có. Càng kinh nhúng vai. Lúc ta điều chế thuốc, xác suất thuốc nổ tung ít nhất lớn gấp 30 lần so với thuốc khác. Hai mắt dược bà bà mở trừng trừng, ngơ ngác nhìn về phía càng kinh ngươi là dược sư thần bí càng kinh lắc đầu ta thật sự là dược sư dược bà bà khẽ gật đầu quả nhiên còn trẻ như vậy đã là dược sư trước chỉ nói học qua một chút lần này mới lộ ra không ngờ hắn thật sự là dược sư đã là chiến sĩ hàng ma lại còn là dược sư ở đâu xuất hiện quái thai này vậy thiên phú như vậy cho dù là chiến sĩ huyết mạch sợ rằng cũng phải ước ao bất kiến trong ánh mắt dược bà bà lộ vẻ hiền hòa. Ánh mắt của ngươi thật sự không tồi. Nam hài này thật sự xứng. Nồi sắt sôi trào cuối cùng không nổ, chúng chỉ rất kích động sôi trào trong nồi sắt một thời gian, sau đó lại lắng xuống. Càng kinh đứng ở ngoài cửa nhìn thuốc trong nồi sắt lắng xuống. Loại chuyện này ở chỗ Âu Lạp Lạp không phải chưa bao giờ thấy. Vốn tưởng rằng đã không có bất kỳ vấn đề gì, kết quả thời điểm đứng ở trước thuốc, nó đáng ra phải sớm nguội, đột nhiên lại nổ tung. Càng kinh rất kiên nhẫn đợi thêm 10 phút. Hắn vận dụng hàng ma cửu chiến, phong vân kim thân đi vào trong nhà thuốc, cầm nồi thuốc đã thực sự nguội. Cầm nó chia ra. Chắc hẳn không bao lâu sẽ tốt thôi. Hoa viêm bất kiến nhận nồi sắc nói tiếng cảm ơn, sau đó xoay người đi cứu bốn gã mã tặc đang thống khổ ông bồn cầu. Càng kinh lại đi vào nhà thuốc. Hắn lại tìm một cái nồi sắc sạch, bỏ những dược liệu mình thu được từ trong người ra, nghiền nát chúng, mài thành bột. Sau đó vào thời điểm thích hợp, hắn lại thả vào trong nồi, cuối cùng sử dụng một que thủy tinh quấy nhẹ. Trên mặt dược bà bà đã sớm không còn sự kiêu ngạo của dược sư nữa. Dược bà bà yên lặng ngồi ở một bên, giống như học sinh tiểu học đang nghe lão sư giảng bài, kinh ngạc tới mức xuất thần nhìn càng kinh dùng que thủy tinh quấy thuốc. Thủ pháp này hình như có chút giống với đại sư Khắc Luân, chỉ có điều lại không phần không giống. Dược bà bà lặng lẽ nhìn chăm chú vào càng kinh, sự khiếp sợ trong lòng đã tăng lên gấp đôi. Thủ, thủ pháp quấy này, không ngờ ẩn chứa học vấn lớn như vậy. Quấy, không chỉ vì giảm nhiệt độ nước thuốc trong nồi, đồng thời còn quấy đều thuốc. Nhưng thật sự có thể quấy đều hoàn toàn những bột thuốc này sao? Không thể. Dược bà bà khẳng định. Cho dù là đại dược sư cũng không thể hoàn toàn quay đều tất cả thuốc bột. Chỉ có điều tiêu chuẩn đại dược sư quấy càng cao mức độ đều đều cũng sẽ nhiều hơn. Hiệu quả của thuốc điều chế ra tất nhiên sẽ tốt hơn. Thuốc thật sự không thể quấy đều sao? Dược bà bà do dựng nhìn cổ tay càng kinh. Nhìn hắn giống như đang quấy, nhưng tốc độ, vị trí và lực lượng khi quấy trong nội lại có sự khác biệt rất lớn. Loại thủ pháp này thật sự có thể quấy đều sao? Hai giờ sau, càng kinh bê một nồi thuốc thất cấp vui vẻ rời đi, lưu lại dược bà bà ngồi một mình trên ghế tiếp tục đờ người ra. Thất cấp, thuốc thất cấp. Hai tay dược bà bà nắm chặt. Không ngờ tiểu tử này làm ra được loại thuốc cao cấp nhất trong trình độ dược sư. Nồi thuốc nối xương sinh cốt thất cấp. Vừa rồi tuyệt đối không nhìn lầm. Tuy rằng ta không làm được, nhưng ta đã xem và đọc qua mấy nước thuốc, vẫn có thể phán đoán được gần đúng. Điều chế ra thuốc thất cấp là học qua một chút sao? Dược bà bà có cảm giác kích động muốn đuổi theo càng kình đánh hắn một trận có thể điều chế ra thuốc thất cấp còn nói không hiểu thuốc. Chỉ là học qua. Giả vờ cũng không thể giả vờ như thế được. Người tuổi trẻ bây giờ đều thế sao? Mỗi người đều nguyện ý giả vờ khiêm tốn. Khiến người khác chấn động, sẽ cảm thấy rất thoải mái sao? Dùng nhiều nguyên liệu như vậy mới làm ra thuốc thất cấp. Càng kinh cầm nồi thuốc đi thật nhanh. Nếu để cho lão sư Á Đương Tư biết, sợ rằng lại muốn phun nước bọt vào mặt ta mất. Lại muốn nói ta không hiểu thuốc, hẳn là phải nghiêm túc khiêm tốn học thật tốt về thuốc mới bước được vào cánh cửa của hiểu thuốc càng kình đẩy cửa phòng của ba gã bệnh nhân đoạn phong bất nhị lập tức nhíu mày mắt nhìn chầm chầm vào hai nồi sắc trong tay càng kình thoạt nhìn màu có vẻ quái dị không gì sánh được ngửi mùi lại càng quái dị hơn ngươi cầm cái gì thế sao lại có mùi khó ngửi như vậy ngươi sẽ không đưa thứ này cho chúng ta uống chứ ánh mắt phần đồ cùng ca vừa nghi hoặc lại vừa khó chịu thân thể theo bản năng lùi về phía sau. Càng kình cúi đầu liếc nhìn nồi thuốc trong tay. Thuốc màu xanh, không ngừng sôi sùng sục nổi bọt khí, còn thoáng tản ra mùi khó ngửi, quả thực không dễ uống. Nhưng từ trước tới nay, khi lão sư dạy, vẫn em thường chuyện thuốc có vị thơm ngon. Về điểm này thật ra hắn lại giống với dược sư thần bí. Thuốc chỉ dùng để cứu người, liên quan gì với chuyện uống có ngon hay không? Quan tâm tới mùi. Đó là chuyện chỉ có đầu bếp mới chú ý, dược sư chỉ cần có thể điều chế ra thuốc chữa bệnh là được rồi. Trong đầu càng kinh hiện ra tình cảnh lúc đi học, tục lắc đầu cười khổ. Không ngờ hắn bất tri bất giác bị lão sư ảnh hưởng, làm ra loại thuốc khó uống như vậy. Nhưng dù sao hiện tại bọn họ đang ở tái ngoại, lại không có công cụ gì. Có thể làm đến như vậy đã xem như không tệ. Chiến hữu. Ta hút vài điếu thuốc, đã cảm thấy không đau mấy đoạn phong bất nhị mở to hai mắt nhìn nhìn chầm chằm vào càng kình đang đi về phía hắn ta nghĩ thiết khắc là khách của chúng ta tất nhiên chúng ta phải nhường khách trước đoạn phong bất nhị nằm chặt miệng vẻ mặt tuyệt đối không khuất phục nhìn chằm chầm vào càng kình hàm răng cắn chặt tới mức kêu lên ken két càng kình đặt một nồi thuốc xuống đưa tay nắm lấy mũi đoạn phong bất nhị chậm rãi đặt thuốc vào miệng hắn chờ một phút hai phút ba phút mặt đoạn phong bất nhị nín thở đến đỏ bừng cuối cùng miệng không nhịn được thoáng mở ra muốn hít một chút không khí thuốc khó ngửi màu xanh kia trực tiếp rót vào trong miệng hắn ô ô ô mặt đoạn phong bất nhị đang đỏ bừng rất nhanh biến thành màu xanh thân thể không còn sức nằm ở trên giường bộ dạng thở ra nhiều hơn hít vào trong ánh mắt phần đồ cuồng ca lóe lên vẻ kinh ngạc và nghi ngờ chẳng lẽ thật sự khó uống như vậy sao hẳn là không đoạn phong bất nhị bao giờ chẳng thích làm chuyện kỳ quái trong ánh mắt thiết khắc lộ vẻ lạnh lùng nhìn lướt qua đoạn phong bất nhị một chút kiêu ngạo thoáng lóe lên trong mắt hắn tực tực thân thể phần độ cuồng ca mềm nhũng nằm xuống da mặt vốn vàng như nến biến thành màu xanh thuốc này quả thực đặc biệt khó uống trong ánh mắt thiết khắc vẫn lạnh lùng đối mặt với càng kình bưng thuốc tới hắn không hề có bất kỳ sự kháng cự nào hai lông mày trước sau vẫn bình thản thả lỏng thuốc chậm rãi chảy vào trong miệng thiết khắc. Đoạn phong bất nhị nhìn khóe mắt thiết khắc liên tục co quắp, chịu đựng sự đau đớn, miễn cưỡng giơ ngón tay cái lên khen. Mạnh mẽ! Khó uống như vậy, ngươi vẫn uống được, ta bội phục ngươi. Càng kinh liên tục gật đầu. Vẫn là thiết khắc hiểu chuyện. Biết mình bị thương nặng nhất. Càng kinh còn dự định cho hắn uống nhiều một chút. Đột nhiên, miệng thiết khắc đóng lại, ngăn thuốc ở ngoài đôi môi đẹp, đón nhận ánh mắt càng kình nghi hoặc của thẳng nhiên nói ta uống nhiều hơn một ngụm đã thắng cái gì càng kình sửng sốt thiết khắc trở lại trên giường mặt mũi trước sau vốn bình tĩnh trong nháy mắt đã co quắp biến dạng cuối cùng đoạn phong bất nhị không nhìn được phi cười còn tưởng rằng ngươi thật sự trời sinh không có cảm xúc hóa ra là một hồi chỉ kiên nhẫn được tới đó thiết khắc nhìn đoạn phong bất nhị nói rất chân thành rất khó uống, cùng cảm giác. Đoạn Phong bất nhị cảm giác khoảng cách giữa hai người, bởi vì uống chén thuốc khó uống này, trong nháy mắt đã gần lại không ít. "Chiến hữu, tới đây, ta chịu thêm hai hớp nữa." Trên mặt Đoạn Phong bất nhị tràn ngập chiến ý, ai không biết còn tưởng rằng hắn muốn quyết đấu sinh tử với người khác. Phần đồ cuồng ca không suy nghĩ, mở miệng nói, "Ta cũng hai hớp, ta ba hớp." Giọng thiết khắc đơn giản thẳng thắn, ta đây bốn hớp đoạn phong bất nhị cũng lên giọng giống như đám học viên năm nhất đấu khẩu với nhau ta năm hớp ta sáu hớp càng kinh im lặng nhìn ba người này có đúng là dọc đường đi quá khó chịu hay không ngay cả uống thuốc cũng áp dụng tình trạng tranh tài như thế một nồi thuốc ba người ngươi tranh ta đoạt rất nhanh đã uống hết bụng mỗi người đều căng lên càng kinh lấy thuốc mỡ bôi loạn ở trên phần xương gãy của ba người các ngươi đều là trẻ con sao? Thứ này cũng đấu với nhau. May là thuốc này không tác dụng phụ. Huyết mạch thiên sứ đọa lạc, không thể thu huyết mạch khác. Trên mặt thiết khắc lộ vẻ tự hào khó có thể nói rõ. Ba đại huyết mạch ma vũ sĩ mạnh nhất của ma tộc, huyết mạch duy nhất có thể chân chính đối chiến với ba đại huyết mạch chung cực siêu cấp của Hoàng Triều chân sách vinh quang thế nào? Hắn sao có thể bại bởi người không phải là chiến sĩ huyết mạch và chiến sĩ huyết mạch rắn chính đầu? Huyết mạch thiên sứ đọa lạc thì nhầm nhò gì? Lão tử muốn trở thành người đầu tiên có thể của huyết mạch rắn chính đầu tiến vào chiến sĩ thức tỉnh trung cực. Đoạn phong bất nhị biểu môi không cam lòng yếu thế nói. Đến lúc đó giết chết ma tộc, thay hoàng đế lộ tay pháp cho các ngươi nhìn. Phần đồ cùng ca lặng lẽ nhìn hai chiến sĩ huyết mạch. Sứ mệnh của thế gia phần đồ chính là vượt qua chiến sĩ huyết mạch. Ta sẽ không thua. Thôi đi. Càng kình vung tay ba người các ngươi đều là người điên tiếp tục điên đi ngày mai ta chuẩn bị cho các ngươi thuốc càng khó uống hơn xem các ngươi còn có tinh lực tràn trệ như vậy nữa không ba gã chiến sĩ trọng thương đồng thời biến sắc liếc mắt nhìn nhau trên mặt lại lộ ra chiến ỷ mãnh liệt nhìn ra được ba chiến sĩ trẻ tuổi có thân phận có chút đặc biệt kỳ quái rốt cuộc đã đương đầu với nhau càng kinh tìm một gian phòng không ai ở đóng cửa sắt nặng nề lại cẩn thận khóa cửa phòng nằm trên giường có trải rơm, mở đấu giới kiểm tra vật phẩm trong đó. Từng rương hoàng kim chói mắt. Kim loại nhận được do ma tộc và thương nhân vì tham lam giết nhau, bất ngờ nhận, còn có mật trắng kim sắc, cùng với chứng nhận thân phận của ám bộ nhị tinh. Thật không nghĩ tới, mới hai năm thôi. Càng kinh tạc lưỡi lấy ra mũ pháp sư, khởi nguồn của mọi chuyện, cảm thán nói. Hai năm trước, ta còn đang phấn đấu vì tiền đồng, bây giờ ta ít nhất cũng có tài sản 10 vạn kim tệ trong khoảng thời gian này bận rộn không có thời gian tiến vào thế giới vô tận càng kinh đóng đấu giới đi lên giường nằm xuống chiếc mũ pháp sư lại được đặt ở trên mặt ngủ hắn trở lại thôn nhỏ quen thuộc rời khỏi đã mấy ngày ở đây vẫn đặc biệt yên tĩnh không có bất kỳ thay đổi nào đẩy cánh cửa cửa hàng rèn của đại thúc bố lai khắc càng kinh thấy đại thúc bố lai khắc không giống như mọi ngày trốn ở trong góc hút thuốc lần này hắn ngồi ở trong sân bên cạnh bàn gỗ hút tẩu thuốc Bố lai khắc quét mắt nhìn càng kinh, dùng tẩu thuốc trong tay chỉ về phía lò rèn cách đó không xa, tiếp tục nhàn nhã hút thuốc. Rèn sắt. Càng kinh cầm cái búa lớn lên, kéo ống bể khiến lửa cháy lớn lên, chờ phôi sắt được nung nóng. Tiếp đó hắn lại luyện búa thứ hai trong 18 búa thăng phong. Búa và phôi sắt va chạm vào nhau, phóng ra những tia lửa rực rỡ giống ma pháp pháo hoa. Càng kinh đánh một hơi gần 3 giờ, lúc này mới hạ cây búa trong tay xuống bàn tay thô ráp của đại thúc bố lai khắc đưa qua nắm lấy. Trong chớp mắt, cây búa rèn sắt không có cơ hội trốn được, đã bị cướp qua. Cái này, càng kình không hiểu nổi, nhìn về phía cây búa trong tay đại thúc bố lai khắc. Đi một chuyến tới núi phía tây đi. Đại thúc bố lai khắc ném ra cho hắn một tấm bản đồ. Đi giết chết con viêm ma trăm năm kia, lấy ma hạch của nó cầm về đây cho ta. Hết chương 260. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha